Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 139. Tại quảng trường Vô Căn, người của các huyết đế gia tộc đang lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, cổng truyền tống liên kết với Vô Căn chi địa hơi dao động. Ha 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 ha, xem ra đã có người không kiên trì được nữa, sắp ra rồi. Để chúng ta xem là ai. Một ông lão nhà họ Tiêu không khỏi chế nhạo. Ánh mắt cười đùa đảo qua nhìn đám người nhà họ Diệp, chắc không phải là hỗn độn thể của nhà ai đó đấy chứ. Nếu thật sự bị hoàng kim thần thể của nhà họ Tiêu chúng ta đánh cho tàn phế thì đúng là khiến người ta cười rơi răng. Ông nói linh tinh cái gì đấy? Người nhà họ Diệp rất tức giận. Diệp Thí Thiên khẽ cau mày, không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổng truyền tống. Giây tiếp theo, mấy bóng người cực kỳ nhếch nhác lao ra ngoài, nằm trên mặt đất như chó chết. Đó là 6 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 6 của nhà họ Tiêu. Ngoài ra, trên người Tiêu Đế đầy máu, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Mắt mở to, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nhà họ Tiêu, là nhà họ Tiêu. Ha 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 ha, đây không phải là hoàng kim thần thể của nhà họ Tiêu sao? Sao lại chạy ra đầu tiên thế này? Nhìn bộ dạng hắn dường như là đã rất kinh hãi. Không hải là bị hỗn độn thể của nhà họ Diệp chúng ta đánh cho tàn phế rồi chứ? Ha 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 ha. Nhà họ Diệp cười điên cuồng. Các người, ông lão nhà họ Tiêu đang nói, tức giận đến suýt hộc máu. Tiêu Hùng lạnh lùng nhìn qua, đồ rác rưởi vô dụng, thật xấu hổ. Vung ra một cái tát. Phụt. Ông lão nhà họ Tiêu vừa cười nhạo hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Giây tiếp theo. Nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Đế, Đế Nhi, con thế nào rồi? Tiêu Đế nằm đó, lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta. Cái gì? Tiêu Hùng biến sắc, trong lòng đang có sóng gió dữ dội. Rốt cục là chuyện gì? Sao Đế Nhi lại bị đánh thành thế này? Nó mang vô lượng thước vào mà. Cho dù đối mặt với cảnh giới tế đạo cấp 9, Đế Nhi cũng có thể dễ dàng giết chết đối phương. Có vô lượng thước trong tay, gần như là bất khả chiến bại. Ai có thể nói cho ta biết, mẹ kiếp rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiêu Hùng đã hoàn toàn tức giận. Một khí tức cuồng bạo bao trùm 6 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 đó. 8 người quỳ trên mặt đất. Điên cuồng dập đầu. Không biết, chúng tôi không biết. Không biết, các ngươi không biết. Trên khuôn mặt già nua của Tiêu Hùng hiện lên vẻ hung bạo mãnh liệt. Ông ta nheo mắt lại, trong con ngươi sâu thẳm xuất hiện một lỗ đen. Quỳnh. Một đạo thần niệm lao ra, trực tiếp chìm vào vực sâu trong biển ý thức của 6 người. Một sức mạnh cường đại quét tới, đánh bị thương thần hồn của Tiêu Hùng. A! À, Tiêu Hùng hét lên, máu tuôn ra từ mắt. Thần hồn phản phệt. Toàn thân 6 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 run rẩy, sau đó ngã xuống đất, phân và nước tiểu tuôn ra. Trong miệng đầy nước bọt, he he, he he, nhiều người quá. Tiêu rồi, điên hết rồi. Những người xem đều giật mình, thì thầm bàn tán. Xảy ra chuyện gì vậy? Lại có cảnh giới tế đạo cấp 8 đi ra từ trong đó. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tự xưng là cảnh giới tế đạo cấp 5, sau khi lừa được sự kiểm tra của vô căn chỉ địa đã khôi phục cảnh giới ban đầu. Là cảnh giới tế đạo cấp 8, lại sợ hãi như vậy. Bọn họ ở trong đó rốt cục, đã trải qua chuyện gì rồi? Ai biết được? Mọi người đều lắc đầu. Im hết cho ta. Tiêu Hùng gầm lên cực kỳ tức giận, giống như hổ gầm rồng gầm. Quảng trường vô căn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trên mặt Tiêu Hùng đầy máu chảy ra từ trong mắt, ông ta nhìn chằm chằm vào ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi. Thụp. Ông lão sợ hãi quỳ thụp xuống đất. Lão tổ, tôi cũng không biết. Thánh tử bảo tôi canh giữ cổng truyền tống, không cho người khác đi ra. Khi tôi nhìn thấy thánh tử bọn họ lần nữa, thì đã như thế này rồi. Cần ngươi có tác dụng gì chứ? Tiêu Hùng tung ra một cú đấm cực kỳ dữ dội. Ông lão biến thành xương máu. Ông ta ngẩng đầu, rất ngưng trọng nhìn về phía vô căn chỉ địa. Vô lượng xích rốt cục đang ở đâu? Đế Nhi đã trải qua những gì ở trong đó? Chết tiệt! Tiêu Hùng vừa rồi muốn lập tức kiểm tra vô lượng thước. Không ngờ, vô lượng thước căn bản không nằm trong tay Tiêu Đế. Vậy thì, chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là Tiêu Đế đã dùng vô lượng thước, nhưng vẫn bị đánh thành như thế này. Soạt! Lúc này, một đạo kim quang xuyên thấu bầu trời phía trên vô căn chỉ địa, một cây thước vàng bay ra. Mang theo đế uy bùng phát, biến thành một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời. Đây là, võ lượng thước. Mọi người trong quảng trường cứng đờ, kinh hãi nhìn về hướng vô lượng thước bỏ chạy, rồi nhìn về phía nhà họ Tiêu. Gương mặt đầy kinh ngạc,
Nhà họ Tiêu lại mang theo binh khí đại đế, vô lượng thước vào sao? Trời ạ, đây là binh khí đại đế đấy, vừa rồi bộ dạng của vô lượng thước dường như cực kỳ sợ hãi. Rốt cục trong đó đã xảy ra chuyện gì? Toàn quảng trường náo động. Sắc mặt Diệp Thí Thiên ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía lối vào vô căn chỉ địa. Minh Nhi, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy, nếu thật sự không tìm được thứ kia, vậy thì bỏ đi. Trong đám người cổ tộc có một ông lão nheo mắt, có chút thú vị. Xem ra đứa trẻ nhà họ Tiêu đã gặp gì đó rất đáng sợ rồi. Ở một bên, một bà già tuyết tộc nghỉ hoặc, rốt cục là cái gì có thể khiến binh khí đại đế sợ hãi như vậy? Đừng quên, vô căn chỉ địa đã từng là chiến trường của đại đế ở phía Tử Vi đế tộc, một ông lão hơn 80 tuổi tức giận nói. Lẽ nào là, giết? Mọi người đều giật mình, nhưng nghĩ đến điều gì đó, hít một hơi khí lạnh. Trước hồ máu. Ha 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 ha, thành công rồi, sắp thành công rồi. Chỉ cần hấp thụ thêm một binh khí đại đế nữa, bổn tháp sẽ hoàn toàn biến hình. Tiểu tử, chúng ta phải cùng nhau phát triển. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười điên cuồng, vô cùng kích động. A, à, cái này. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U U, Diệp Khang đều nằm trên mặt đất. Sợ đến mức tim gần như vỡ tung. Diệp Quỳnh ở một bên cũng không kịp xử lý vết thương của mình, chỉ có thể kinh ngạc nhìn mọi thứ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nóng rực, cũng vô cùng kích động. Nếu tiểu tháp được thăng cấp thành binh khí đại đế, hắn sẽ không sợ bất cứ ai trong cảnh giới tế đạo. Cho dù là đối mặt với cảnh giới tế đạo cấp 9. Diệp Bắc Minh căn bản không cần suy nghĩ sợ hay không sợ, mà là nghĩ xem có nên giết hay không. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, tiểu tử, nhanh lên. Bổn tháp cần xác định hình dạng phù văn cấp đế, cậu chọn đi. Ở hầu hết cảnh giới đại đế, đều sử dụng khoa vấn vàng làm phù văn đế đạo. Các phù văn chứa đựng sức mạnh pháp tắc, vô cùng thần bí. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, giơ tay viết ra 5 chữ Hán giản thể của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Hả, cậu có chắc không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục choáng váng. Diệp Bắc Minh cười tự hào, Hán thực của Hoa Hạ ta không kém bất kỳ chữ viết nào cả. Nơi có Diệp Bắc Minh tôi ở, chữ viết của Hoa Hạ chính là pháp tắc đế đạo. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu. Bass. 5 chữ viết được ngưng tụ thành hình, vang dội, mạnh mẽ và sắc bén. Sau khi làm tất cả những điều này, trên thân của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không ngừng dao động khí tức cấp đế, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào mấy người nhà họ Diệp. Đám người Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U U, Diệp Khang bỏ tới, quỳ trên mặt đất, thánh tử tha mạng, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Chúng tôi không nên rời khỏi thánh tử. Chúng tôi thề từ nay về sau sẽ theo, sát bên cạnh thánh tử. Thánh tử, chỉ cần anh nói một câu, chúng tôi sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Phụt, một đạo huyết quang lóe lên. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn sang. Người ra tay lại chính là Diệp Quỳnh. Lúc này, Diệp Quỳnh đang cầm một thanh trường kiếm trong tay, máu nhỏ giọt tí tách. Đầu của Diệp Khang rơi sang một bên, vô cùng chấn động. Diệp Quỳnh, mẹ kiếp, cô điên rồi. Ngươi lại dám, Diệp Đông hét lên. Nhát kiếm thứ hai chém xuống, giọng nói đột nhiên dừng lại. Đầu của Diệp Đông rơi xuống đất. Còn lại Diệp Lỗi và Diệp U U, bị dọa cho sợ chết khiếp, không ngừng lùi lại. Diệp Quỳnh, quan hệ của chúng ta rất tốt. Cơ thể Diệp U U run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp sợ hãi tái nhợt, xin cô đừng giết tôi. Khi một người tiến vào vô căn chỉ địa, thần hồn và thân thể sẽ bị trói buộc, thân thể bị hủy diệt, sẽ không thể sống được nữa. Xin cô tha cho tôi, đừng mài. Sau một tiếng hét thảm thiết, hương thơm của Diệp U U biến mất. Diệp Lỗi là người duy nhất còn lại. Anh ta hoàn toàn bị dọa cho ngây ra rồi. Diệp Quỳnh, tôi không muốn chết, hu hu hu, Diệp Lỗi tôi tài năng vô cùng. Không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay. Bang 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 bang, giống như một con chó chết, tiếp tục dập đầu. Xin cô hãy tha cho tôi một lần, tôi lấy võ đạo tâm ra thề, mãi mãi trung thành với thánh tử và cô. Quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, thánh tử. Xin hãy nói gì đói. Diệp Bắc Minh lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này. Một lần bất trung, cả đời không dùng. Sắc mặt Diệp Quỳnh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tiến lên một bước. Huống hồ, các người còn biết bí mật của thánh tử, cho nên ắt phải chết. Trường kiếm sượt qua, đầu rơi xuống đất. Thánh tử tha tội, lão tổ đã dặn dò rồi. Ngoại trừ việc dùng tính mạng của tôi để bảo vệ anh, tôi còn phải giữ được. Tất cả bí mật của anh, vừa rồi tòa tháp kia, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ nguyên thủy chân giới sẽ chấn động. Anh sẽ gặp nguy hiểm.
Diệp Quỳnh gần như ngã xuống đất, thở hổn hển. Máu từ ngực không ngừng chảy ra, được rồi, người biết bí mật của anh đã chết rồi. Đã đến lúc tôi phải lên đường rồi. Nói xong, cô giơ tay kéo, thanh trường kiếm trong tay sắc bén dứt khoát cứa vào cổ mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn bộ quá trình không có chút do dự nào. Cô ấy thực sự đã chuẩn bị tự kết liễu. Diệp Bắc Minh tiến lên nắm lấy cổ tay Diệp Quỳnh, ai cho cô tự sát? Tôi không cho cô chết. Thánh tử. Diệp Quỳnh sửng sốt. Trong nháy mắt trường kiếm trong tay bị Diệp Bắc Minh cướp đi. Một tiếng soạt, hẳn lại xé rách quần áo của Diệp Quỳnh. Cô giật mình, vô thức đưa tay ra ngăn cản hắn. Một giọng nói không thể phản bác vang lên, đừng cử động. Là. Diệp Quỳnh cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nếu thánh tử muốn ta thì cũng được. Tôi là con gái nuôi được nhà họ Diệp đón về, tôi không có huyết thống với nhà họ Diệp, ẩn mình trong đám đông, phục tùng mệnh lệnh của lão tổ bất cứ lúc. Mặc kệ Diệp Bắc Minh xé áo ngực, lộ ra một thứ trắng nõn kiêu ngạo. Lúc này, một vết thương xấu xí xuất hiện ở vị trí khiến vô số đàn ông phát điên. Có thể nhìn thấy tận xương. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không có ý đó. Lấy ra vài cây kim bạc, tạm thời cầm máu. Bôi thêm một nắm bột thuốc lên đó. Vết thương tạm thời ổn định, về sau sẽ không để lại vết sẹo. Cô uống mấy viên đan dược này vào, có thể khôi phục khí huyết của cô. Diệp Bắc Minh đưa ra mấy viên thuốc. Hả? Diệp Quỳnh giật mình, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn. Trời ơi, Diệp Quỳnh, người đang nghĩ gì vậy? Làm sao thánh tử lại có thể là loại tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp nguy hiểm chứ? Sau khi uống đan dược, vết thương của Diệp Quỳnh quả thực đã được cải thiện, chính là chỗ này rồi, vừa rồi đạo đế uy đó truyền ra từ đây. Đột nhiên, phía sau hai người vang lên âm thanh. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chậm rãi tiến tới, trong mắt ai nấy đều có chút kinh ngạc. Xóa ti giây tiếp theo, hàng ngàn con mắt đổ dồn vào Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh. Lại nhìn đám người Diệp Lỗi, những xác chết không đầu. Đây không phải là hỗn độn thể của nhà họ Diệp sao? Nhìn khí tức của hắn, hình như đã bị thương. Những người đứng đầu nhà họ Diệp đó đều có mặt, xem ra bọn họ vừa trải qua một cuộc nội chiến. Càng nhiều người đưa mắt nhìn về phía sau Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh. Một hồ máu chứa đầy khí tức đế huyết. Trong hồ máu này nhất định có bảo bối. Mấy thanh niên vui mừng khôn xiết, bay nhanh về phía hồ máu. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, Hạ Nhược Tuyết còn ở dưới hồ máu, hắn nhất định phải ngăn cản những người này tiến vào hồ máu. Đang chuẩn bị ra tay, vụt, 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 5 chiếc dùi băng bay tới, 5 người vừa xông lên liền kêu lên thảm thiết. Bị một chiếc dùi băng dài mười mấy mét xuyên qua, đóng đinh xuống mặt đất. Hít là ai? Những người muốn tiến vào hồ máu hít một hơi, kinh hãi nhìn xung quanh. Xoạt xoạt xoạt, tuyết rơi dày đặc. Một người đàn ông hoàn mỹ trông giống như một tác phẩm điêu khắc băng từ trên trời rơi xuống trong tuyết, theo sau là 9 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8. Mọi người có mặt đều sợ hãi đến mức không ngừng lùi lại. Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng đế huyết, Tiểu Bạch Long mặt ngọc, tuyết tộc, tuyết trung cảnh. Một chàng trai trẻ nhận ra người đàn ông hoàn mỹ này. Bốp, một ông lão bước tới và tát anh ta một cái. Thanh niên vừa nói đã hóa thành xương máu ngay tại chỗ, đồ khối tử nhà ta chưa từng tham gia xếp hạng trong bảng xếp hạng đế huyết. Ai cho ngươi gan xếp công tử nhà ta thứ hai, công tử nhà ta sẽ chưa bao giờ bị người khác định nghĩa. Toàn hiện trường im lặng như chết. Tuyết trung cảnh cực kỳ tuấn tú, mặc đồ trắng, ôm một con trồn trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh Diệp, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn anh có vẻ đã bị thương rồi. Tuyết trung cảnh mỉm cười với Diệp Bắc Minh và sải bước về phía hắn. Tôi biết một chút về y thuật, chỉ bằng để tôi giúp anh Diệp xem sao. Nói không chừng tôi có thể giúp anh chữa trị một chút. Vừa dứt lời, Tuyết trung cảnh đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Không khách khí giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hơi dịch chuyển, tránh né tay của Tuyết Trung Cảnh, cút. Tuyết Trung Cảnh mỉm cười, anh Diệp, đừng khách sáo. Tôi chẳng qua chỉ muốn giúp anh, sao anh lại từ chối? Người đâu, mấy người các ngươi làm cho anh Diệp im lặng một chút đi. Ta cũng dễ xem rốt cuộc anh Diệp bị thương như thế nào. Giỏi. 8 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 tiến lên một bước. Bass. 8 đạo khí thế cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bao bọc Diệp Bắc Minh, xông vào. Mẹ kiếp, vừa mới uống tam rượu bất tử đan, thần lực trong cơ thể vẫn cạn kiệt. Diệp Bắc Minh tức giận chửi rủa. Cái gì vậy, trực tiếp hạ lệnh, tiểu tháp, giết hết bọn chúng cho tôi. Được.
khoảnh khắc tám ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 lao tới, tháp Càn Khôn chấn ngục trực tiếp nổ tung. Bang tê, đế uy bùng nổi. Lúc này, trong mắt tám ông lão vô cùng kinh ngạc, binh khí đại đế. Không hay rồi, mau rút lui ly. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trong khoảnh khắc tám người quay người bỏ chạy trong kinh hoàng, cơ thể họ nổ tung tại chỗ và biến thành một màn xương máu. Mẹ kiếp! Các tu võ giả khác có mặt đều sợ đến mức tê cả da đầu, tim gần như muốn nổ tung. Chỉ có một mình Tuyết Trung Cảnh, nheo mắt lại, xem ra truyền thuyết là có thật, nhà họ Diệp ngoài chiếc binh khí đại đế thật sự đó, còn có một binh khí đại đế không hoàn chỉnh. Thứ này được anh mang trên người đúng không? Nhưng anh cho rằng chỉ có mình anh có sao? Trong tay Tuyết tộc tôi cũng có một chiếc bán binh khí đại đế. Tuyết Trung Cảnh giơ tay ra. Một ngọn thương giống như pha lê xuất hiện trong tay anh ta. Một tia đế uy được giải phóng. Vừa nhìn thấy ngọn thương này, tháp Càn Khôn chấn ngục hoàn toàn kích. Động, chết tiệt, tiểu tử, nếu bổn tháp nuốt chừng ngọn thương này, không chừng có thể trực tiếp tiến hóa rồi. Thế thì đoạt lấy vậy. Đôi mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, anh lấy viên tam diệu bất tử cuối cùng ra, rồi nuốt chừng. Sức mạnh đã mất, lập tức hồi phục, anh trực tiếp ra tay, điều khiển tháp Càn Khôn chấn ngục đánh về phía Tuyết Trung Ảnh. Ngươi muốn đánh với ta thật hả? Hai kiện binh khí đại đế cùng va chạm, người không sợ phá hủy sạch nơi này à? Trên khuôn mặt Tuyết Trung Ảnh hiện lên một tia sợ hãi. Diệp Bắc Minh điên rồi, không kịp nghĩ thêm. Diệp Bắc Minh đã điều khiển tháp Càn Khôn chấn ngục, cực kỳ cường thế xông đến trước mặt anh ta, thân tháp điên cuồng đập vào Tuyết Trung Ảnh. Ta thấy người đang tìm đường chết, Tuyết Ảnh Trung hét lên, đâm cây giáo dài trong tay ra. Keng! Tiếng kim loại va chạm ầm ầm, dư chấn lan ra khắp nơi. Tất cả tu võ giả trong phạm vi nghìn dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng. Phụt, đừng mài tôi không muốn chết. Những tiếng hét, tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin, những giọng nói sợ hãi vang lên không ngớt. Vô số tu võ giả bị nổ tung, hóa thành huyết vụ một cách cực kỳ thê thảm. Những tu võ giả có thực lực mạnh hơn một tí cũng rất thảm, người thì tay chân chảy máu đầm đìa, xương trắng nổ tung. Người thì lồng ngực nổ toác, nội tạng vỡ nát rồi rơi ra từ miệng vết thương. Đi mau! Mau rời khỏi chỗ này, đệt, hai tên này điên rồi, mẹ nó chứ, toàn bọn điên. Hai người đấy đánh nhau bằng binh khí sắp đạt đến mức binh khí đại đế, thế thì khác quái gì cảnh giới tế đạo tự bạo đâu. Chạy đi, vô số tu võ giả hoảng sợ lùi về sau. Tháp Càn Khôn chấn ngục và băng thần mâu đều không phải binh khí đại đế. Cả hai còn thiếu tí nữa. Nhưng lực lượng bộc phát ra, chắc chắc không phải thứ mà cảnh giới tế đạo có thể chống đỡ được. Đây chính là uy lực của binh khí đại đế hả? Khủng khiếp quá, mỗi lần tấn công, có thể ngang với hàng chục nghìn quả đạn hạt nhân phát nổ cùng lúc. Diệp Bắc Minh đỏ hồng mắt, khóe miệng co rút. Nếu mà đánh một nhát bằng binh khí đại đế ở trái đất, thì có thể khiến một châu lục lớn chìm xuống đáy biển. Giờ phút này, mọi người ở đằng xa ngẩng đầu lên nhìn. Ở trung tâm chiến trường, từng đám mây hình nấm nổ liên tiếp. Mặt đất xung quanh sơn cốc nứt ra, không gian vỡ nát. Từng đợt sóng năng lượng khủng bố không ngừng ập tới. Mọi người đứng cách xa nghìn dặm, lúc những luồng năng lượng đó ập tới, hai má họ vẫn đau rát. Ôi mẹ ơi, đây chính là sức chiến đấu khủng khiếp của thể chất hỗn độn hả? Hoàng kim thần thể của nhà họ Tiêu bị thương xong bỏ chạy, chắc không phải do bị cậu ta đánh đấy chứ? Rất có khả năng đó, không ngờ hoàng kim thần thể cũng thua. Thể chất hỗn độn sắp vô địch rồi. Mọi người bàn tán, ánh mắt họ hừng hực lửa nóng. Bắc Minh, tên này, mạnh thế á, Diệp Quỳnh nuốt nước miếng, ánh mắt khiếp sợ. Lão tổ ơi là lão tổ, với thực lực của Bắc Minh, hoàn toàn không cần con bảo vệ anh tan. Cùng lúc đó, trung tâm chiến trường đã thành một vùng hỗn độn. Dưới sự va chạm của tháp Càn Khôn chấn ngục và băng thần mâu, lực lượng và năng lượng phép tắc đều sụp đổ. Trận chiến kéo dài suốt 3 canh giờ. Diệp Bắc Minh và Tuyết Trung Ảnh đều tung ra toàn bộ bản lĩnh. Phép tắc tuyết vực, vùng đóng băng, phép tắc luân hồi, phép tắc hư không, đều được dùng hết. Trong lúc nhất thời, hai người họ đều không làm gì được nhau. Tên Tuyết Trung Ảnh này không đơn giản, đánh với mình 3 canh giờ rồi thế mà không hề rơi vào thế hạ phong. Diệp Bắc Minh thầm kinh ngạc. Mình chiến đấu đến bây giờ, mà chưa từng gặp thiên tài như này, Tuyết Trung Ảnh. Sao trước đây chưa nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ? Tự nhiên lòi ra thế này, đột ngột quá. Xem ra nguyên thủy chân giới, không đơn giản như mình nghĩ. Diệp Bắc Minh không biết rằng, Tuyết Trung Ảnh ở đối diện còn đang khiếp hơn. Chết tiệt, tên này sao thế nhỉ? Đánh suốt 3 canh giờ rồi mà vẫn không đánh bại được cậu ta. Lão tử là đại đế chuyển thế đấy. Đệt,
Tuyết Trung Ảnh chấn động lắm. Anh ta không phải thiên tài bình thường, anh ta còn là một đại đế chuyển thế, ngủ đông suốt đến hiện tại. Nếu không phát hiện ra người có thể chất hỗn độn, song anh ta thấy hứng thú với Diệp Bắc Minh, anh ta sẽ không ra tay đâu. Không ngờ đánh vào liền gặp phải gốc giả cứng, đợi đã, chẳng lẽ tên nhóc này cũng là một đại đế chuyển thế. Nghĩ tới đây, Tuyết Trung Ảnh cả kinh. Anh ta chợt hiểu ra, nhất định là như vậy, không thì sao có thể có được sức chiến đấu như vậy cơ chứ. Vèo, anh ta cầm băng thần mâu, cấp tốc lùi về sau. Dừng tay. Tuyết Trung Ảnh hô, sau đó thở hồng hộc, mặt tái mét, tên kia, ngươi giống ta hả? Đều từ cảnh giới kia xuống hải. Ngươi không cần phải phủ nhận vội, chưa có người nào có thể đánh với bổn tọa suốt 3 canh giờ, mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Chúng ta dừng tay thôi, cứ đánh tiếp thế này, chúng ta cũng không làm gì được nhau. Diệp Bắc Minh nhíu mày, không nói gì. Chính xác. Tuyết Trung Ảnh nói không sai. Dù đánh tiếp cũng không có kết quả. Diệp Bắc Minh đã tung ra đủ các chiêu, đốt cháy hỗn độn đế huyết, sử dụng đạo đài luân hồi, hư không thuật, thậm chí cả cực đạo tự tại công cũng dùng rồi. Hai người vẫn đánh ngang tay. Tiểu Tháp, chuyện này là sao? Người này mạnh quá, mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi. Diệp Bắc Minh cũng phỉ nhổ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, nhóc con, cậu chưa phát hiện ra à? Người này rất quen với các loại phép tắc. Cho dù là phép tắc đế đạo, vừa nấy anh ta cũng thi triển ra mấy cái lận. Nếu là bạn đồng trang lứa, chắc chắn người đó không phải đối thủ của cậu. Cậu đã siêu lắm rồi, nếu mà đánh được với cậu ra thành tích này thì chỉ có một khả năng. Diệp Bắc Minh truy hỏi, như nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đoán ra một sự thật đáng sợ, Tuyết Trung Ảnh là một vị đại đế chuyển thế. Em Diệp Bắc Minh cũng không quá ngạc nhiên, anh đã sớm nghĩ tới điểm này, chẳng qua anh chưa xác nhận được thôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã nói vậy, thì anh chắc chắn rồi. Nghĩ tới đây. Diệp Bắc Minh thầm cân nhắc, chuẩn bị lừa Tuyết Trung Ảnh, anh hờ hững nói, sao ngươi nhận ra thân phận bổn đế? Tuyết Trung Ảnh ngẩn người, bổn đế mẹ nó. Quả nhiên. Giây tiếp theo. Tuyết Trung Ảnh nở nụ cười, Diệp huynh, mọi người đều là người mình. Không biết đời trước Diệp huynh là. Diệp Bắc Minh nheo mắt, đây là vấn đề ngươi có tư cách hỏi à? Tuyết Trung Ảnh xa xăm mặt, đang định nổi. Diệp Bắc Minh bật ra một câu, Giao Trì, Giao Hy, là ta giết đấy. Là huynh á, hít, Tuyết Trung Ảnh dựng tóc gáy. Sau đó, vèo một cái, lùi lại mấy trăm mét. Mặt mày tái mét, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cứ như thể vừa thấy ma vậy, đại. Đại nhân, sao ngài không nói sớm? Tại hạ đáng chết, tại hạ không nên hỏi nhiều, ngài cứ coi như tôi chưa hỏi nhát. Diệp Bắc Minh thầm ngạc nhiên, anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi, thế mà có sức uy hiếp thế cơ à? Ngoài mặt tỉnh bơ xong cười như không cười, sao thế? Bổn đế đáng sợ thế cơ à? Tuyết Trung Ảnh toát mồ hôi, nuốt ngụm nước miếng, đại nhân. Ngài nói đùa rồi. Tại hạ bước được vào cảnh giới đại đế, là do may mắn. Đại nhân ở cảnh giới đại đế, đó là vì cảnh giới cao nhất của phép tắc thiên địa là cảnh giới đại. Đất, ngài có thể tham gia vào trận đánh giết hai nữ đế Giao Trì và Giao Hy, sao tại hạ dám so với ngài chứ? Diệp Bắc Minh nheo mắt. Quả nhiên có sơ hở. Đồng thời. Trong lòng Tuyết Trung Ảnh lúc này đang dâng lên sóng to gió lớn, đệt. Đù mé, CMN, tên này đúng là một đại đế chuyển thế thật, hơn nữa còn nằm trong hàng ngũ mấy vị siêu nhất, nếu không thì, sao biết được tên của hai vị nữ đế Giao? Chỉ và Giao Hy chứ. Thảo nào, khí tức của anh ta mới ở cảnh giới đại năng tầng 9, mà đã có thể đánh với mình suốt 3 canh giờ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thảo nào, sau khi sống lại, anh ta lại ngưng tụ ra thể chất hỗn độn. Trong huyết dịch còn lẫn cả đế huyết nữa. CMN này là đã chuẩn bị đầy đủ rồi. CMN, nếu cảnh giới của tên này mà lên cao tí nữa, thì giết mình chỉ dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Cùng lúc đó, các tu võ giả đang quan sát cuộc chiến cách đó nghìn dặm, thấy trung tâm chiến trường không có động tĩnh gì. Đánh xong rồi à? Đi xem L. Mọi người cẩn thận đi về phía trung tâm chiến trường. Giờ phút này. Tuyết Trung Ảnh càng nghĩ càng thấy sợi. Sống lưng vốn thẳng tắp. Giờ cong rồi. Anh ta kính cẩn đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, tươi cười nói, đại nhân, chuyện vừa nấy, là tôi không đúng. Tôi xin lỗi ngài. Mọi người vừa về đến trung tâm chiến trường thì trông thấy Tuyết Trung Ảnh đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, khom lưng 90 độ. Xin lỗi. Nhận xét. Vãi cháy. Tình huống gì đây? Mọi người choáng váng, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối.
Cho dù Tuyết Trung Ảnh thua, bị Diệp Bắc Minh chém giết, mọi người cũng không chấn động như này. Người này là Tuyết Trung Ảnh, thánh tử tuyết tộc đấy. Là bộ mặt đại diện cho cả chủng tộc đế huyết, thế mà, Tuyết Trung Ảnh lại khom lưng nhận lỗi, xin lỗi. Mẹ nó, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, toàn bộ nguyên thủy chân giới sẽ chấn động. Thánh tử, ngài sao vậy? Mấy lão giả tuyết tộc còn lại đang sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn sự việc đang diễn ra với ánh mắt khó tin. Diệp Quỳnh cũng sợ ngây người, trời ơi, rốt cuộc anh ta có ma lực gì? Mà làm cho một Tuyết Trung Ảnh ngông cuồng tự cao tự đại phải khuất phục, ngoan ngoãn nghe lời như này. Eo em miệng, bản thánh tử làm gì, cần các ngươi hỏi à? Tuyết Trung Ảnh quay đầu lại, đôi mắt đỏ hồng, trong lòng hãi quá. Nếu vị đại nhân trước mặt mà tức giận, dù thực lực hiện giờ không giết được anh ta, nhưng một khi ngài ấy trưởng thành hơn, anh ta chết chắc á. Tất nhiên, Tuyết Trung Ảnh toàn đang tự mình dọa mình thôi. Diệp Bắc Minh không ngờ, Tuyết Trung Ảnh thân là đại đế chuyển thế, thế mà lại sợ một đại đế khác. Xem ra, cho dù là đại đế, thì cũng có chênh lệch không nhỏ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, phải rồi, người tới vô căn chi địa làm gì vậy? Tuyết Trung Ảnh vẫn không dám ngẩng đầu lên, duy trì tư thế khom lưng 90 độ, vội vàng trả lời, đại nhân, tôi đến tìm Địa Long Tinh Nguyên. Ồ, Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp một tiếng. Địa Long Tinh Nguyên là cái gì vậy? Nhưng anh không thể hỏi, một khi hỏi ra há chẳng phải sẽ lộ tẩy à? Tuyết Trung Ảnh thì đang rung động lắm, đệt, Địa Long Tinh Nguyên mà ngài ấy cũng không thèm để ý, xem ra ngài ấy đúng là một trong mấy vị đại nhân kia rồi. Ôi mẹ ơi, may quá. May mà chưa đắc tội hẳn với ngài ấy. Không thì mình chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh chuyển chủ đề, phải rồi, người có biết ở đâu có vô căn chi hỏa không? Vô căn chỉ hỏa, đại nhân, ngài đây là muốn. Tuyết Trung Ảnh rất bất ngờ. Diệp Bắc Minh vung tay lên, một trường kiếm cổ xuất hiện trong tay anh. Luyện kiếm. Bày ra một cái xong thu hồi luôn. Đây là, bất hủ đế kim mồ. Những người ở xa nhìn không rõ, chẳng lẽ Tuyết Trung Ảnh không nhìn rõ sao? Bất hủ đế kim, đệt, đây là một kiếm phôi được tạo từ một cục bất hủ đế kim nguyên khối. Khí tức của Diệp Bắc Minh mới ở cảnh giới đại năng tầng 9, anh không chỉ có một tòa đế tháp, còn em có một thanh kiếm phôi đúc từ bất hủ đế kim. Cho dù là anh ta, đường đường là đại đế chuyển thế, thì cũng chưa từng tạo ra kiện binh khí đại đế nào. Diệp Bắc Minh mới ở cảnh giới đại năng tầng 9, thế mà đã có hai kiện. Đại nhân, ngài đây là, muốn rèn hai kiện binh khí đại đế cùng lúc à? Tuyết Trung Ảnh đổ mồ hôi như mưa, giọng cũng đang run. Bây giờ anh ta cực kỳ chắc chắn, Diệp Bắc Minh. Nhất định là một đại đế chuyển thế. Hơn nữa còn có thực lực mạnh hơn anh ta không biết bao nhiêu lần. Diệp Bắc Minh nhếch môi, không được à? Không, được chứ, được chứ. Tuyết Trung Ảnh không kìm được run rẩy, anh ta sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, phải rồi, đại nhân. Trùng hợp là tôi biết ở đâu có vô căn chi hỏa, tôi có thể dẫn ngài đi. Diệp Bắc Minh mừng thầm. Hóa ra giả dạng đại đế, còn có lợi thế này. Được. Diệp Bắc Minh thản nhiên bật ra một chữ. Sau đó anh chuyển đề tài, nhưng bổn đế vẫn còn một số việc cần xử lý. Người canh ở đây, không cho bất cứ ai tiến vào huyết trì này nửa bước. Vâng. Tuyết Trung Ảnh không dám phản bác gì, anh ta đưa mắt nhìn Diệp Bắc. Minh đi đến trước huyết trì, rồi nhảy vào trong. Mãi đến khi bóng dáng Diệp Bắc Minh biến mất, Tuyết Trung Ảnh mới thở phào một hơi. Cả người như hư thoát, ngồi bệt xuống đất. Sau khi nhảy vào huyết trì, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bảo, nhóc con, chịu cậu đấy, thế mà cũng lừa được Tuyết Trung Ảnh. Diệp Bắc Minh nói, loại người này, càng thận trọng thì càng sợ sệt. Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ, không ngờ lại có đại đế chuyển thế thật. Tên Tuyết Trung Ảnh này, vẫn còn dịp để lợi dụng, chúng ta đi xem tình hình nhược tuyết thế nào trước đãi. Lặn xuống khoảng 500 mét, một cỗ lực lượng ngăn không cho Diệp Bắc Minh lặn xuống tiếp. Xung quanh, máu loãng đang tụ đến, hơi thở của đế huyết càng ngày càng đậm. Tiểu tháp, phá cho tôi. Ầm ầm, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bay ra, đánh vào lá chắn. Diệp Bắc Minh lặn xuống tiếp, cuối cùng anh trông thấy Hạ Nhược Tuyết ở sâu dưới huyết trì. Cô ấy ngồi xếp bằng, quanh người bảo phủ một tầng máu loãng, chúng đang thẩm thấu qua da. Diệp Bắc Minh nhìn một cái liền biết, số máu loãng này đều là đế huyết. Nét mặt Hạ Nhược Tuyết cực kỳ thống khổ. Cô ấy nhắm chặt mắt. Hàng mi run run, môi đỏ cắn chặt. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh lao qua. Hạ Nhược Tuyết mở mắt, giọng Giao Hy vang lên, Diệp Bắc Minh, giúp ta. Giao Hy, cơ thể Nhược Tuyết sao rồi? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Giao Hy nói nhanh, cơ thể này quá yếu,
tốc độ hút đế huyết của cô ta quá chậm. Nếu cưỡng chế hấp thu, khả năng cô ta sẽ chết mất. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Giao Hy đỏ mặt, nghĩ cách dẫn đế huyết vào đan điền của ta. Nhưng, ngươi không được làm hỏng cơ thể này, chỉ được dẫn đế huyết đến chỗ gần đan điền nhất. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Thân là thầy thuốc, tất nhiên anh biết cấu tạo cơ thể phụ nữ. Muốn làm việc đó thì chỉ có thể thông qua chỗ đó thôi. Thảo nào Giao Hy đỏ mặt. Được thôi, cô chuẩn bị đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, Hạ Nhược Tuyết vốn là nữ nhân của anh chẳng có gì mà ngại. Giao Hy cứng đờ người, nhắm mắt lại. Nằm xuống, hơi mở chân ra. Đột nhiên, một luồng đế huyết nóng rực tụ vào cơ thể, nhoáng cái đã đi vào cơ thể. Không kịp nghĩ nhiều, phía dưới đan điền quản nhiên truyền tới một cỗ năng lượng khí huyết nóng rực. Một canh giờ sau, toàn bộ đế huyết đã được Diệp Bắc Minh đưa vào cơ thể Hạ Nhược Tuyết. Lúc này, Giao Hy đang khống chế khối cơ thể này, cổ cô ta đỏ rực, Diệp Bắc Minh, không phải ta có ý với ngươi đâu. Diệp Bắc Minh gật đầu, biết. Giao Hy nói, bổn đế làm vậy để sống lại thôi. Ngươi cũng vì giúp Hạ Nhược Tuyết, ngươi đừng có mà nghĩ nhiều. Diệp Bắc Minh gật đầu tiếp, tất nhiên. Giao Hy cảm thấy không được tự nhiên, còn nữa, đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai. Diệp Bắc Minh vẫn gật đầu, được. Giao Hy nghỉ hoặc bảo, ngươi đồng ý nhanh vậy, ta cảm giác ngươi đang lừa tai. Ngươi, Giao Hy tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bỏ qua ánh mắt tức giận của cô ta, chuyển chủ đề, phải rồi, cô có biết Địa Long Tinh Nguyên là cái gì không? Địa Long Tinh Nguyên. Giao Hy ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, sao ngươi biết vật đó? Chẳng lẽ ngươi là đại đế chuyển thế? Sao vậy, vật đấy đặc biệt lắm à? Diệp Bắc Minh thấy lạ, Giao Hy phản ứng quá lớn. Giao Hy nhìn Diệp Bắc Minh, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi biết đến Địa Long Tinh Nguyên từ đâu? Bằng không, ta sẽ không nói cho ngươi biết lai lịch và công dụng của vật. Diệp Bắc Minh không giấu, anh nói thân phận của Tuyết Trung Ảnh cho Giao Hy. Giao Hy nghe xong, mặt biến sắc. Quả nhiên có đại đế chuyển thế tiến vào rồi. Chả trách, tính thời gian, cũng gần đến rồi. Giao Hy chợt hiểu ra, xong tự lẩm bẩm một mình. E là không chỉ có một đại đế chuyển thế, vẫn còn những người khác tiến vào đây rồi. Thảo nào Giao Trì chạy nhanh thế, chắc chắn chị ta biết nhiều tin tức hơn tai. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng nổ vang trời. Toàn bộ vô căn chi địa rung chuyển. Dù ở sâu dưới huyết trì, cũng cảm nhận được biến hóa của vô căn chỉ địa. Không ổn, nơi đó đã bị người ta phát hiện. Không được, ta phải qua đó ngay. Giao Hy dậm chân một cái, một bộ quần áo bay ra từ nhẫn chữ nhật của Hạ Nhược Tuyết. Cấp tốc mặc vào. Xong định đi. Diệp Bắc Minh bước ra chặn đường Giao Hy, cô đi đâu? Giao Hy sốt ruột lắm rồi. Diệp Bắc Minh, ta không có thời gian giải thích với người đâu, ta chỉ có thể cho người biết, nơi này rất quan trọng. Chỉ cần là đại đế chuyển thế trùng sinh, nhất định sẽ xông vào đó. Tiện nhân Giao Trì kia, chắc chắn đã sớm biết nơi đó sắp mở, nên mới liều mạng đi vào vô căn chỉ địa. Nếu ngươi còn ngăn ta, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Cô ta sốt ruột lắm, cứ dậm chân tại chỗ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thứ nhất, nói cho tôi biết Địa Long Tinh Nguyên là cái gì. Thứ hai, chỗ sắp mở là chỗ nào. Thứ ba, ở đâu ra lắm đại đế chuyển thế thế, cô đang lừa tôi đấy à? Không giải thích rõ ba việc này, cô đừng hòng đi. Ngươi, hai. Giao Hy biết, không giải thích rõ thì Diệp Bắc Minh sẽ không để cô ta đi. Vấn đề thứ nhất, sau khi trời đất khai mở, thanh khí bay lên, hóa thành khí hỗn độn. Chọc khí hạ xuống, hóa thành địa long chỉ khí. Địa long chỉ khí có thể hóa thành long mạch của một đại lục. Chỉ có những địa long chỉ khí tinh thuần nhất, mới có thể ngưng tụ thành Địa Long Tinh Nguyên. Vật này không chỉ có thể nâng cao cảnh giới một cách đáng kể, còn có thể nâng cao sức mạnh thần niệm và lực lượng phép tắc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, lại có chuyện tốt vậy sao? Thảo nào Tuyết Trung Ảnh coi trọng Địa Long Tinh Nguyên đến vậy? Câu hỏi thứ hai, nơi sắp mở ra tên là Đế Khuyết. Còn về phần nơi đó có gì, ta cũng không biết. Nhưng ta biết, nếu ta muốn khôi phục cảnh giới nữ đế năm xưa, ta phải đến đói. Thứ ba, cảnh giới đại đế là cực hạn trên con đường võ đạo mà ta biết. Hơn nữa còn có một chuyện lạ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, chuyện lạ gì? Giao Hy trầm giọng bảo, cảnh giới tế đạo và đại đạo chi thượng, tuổi thọ gần như vô tận. Nhưng duy chỉ khi bước vào cảnh giới đại đế, tuổi thọ sẽ rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Thời gian dài không đột phá, đại đế sẽ chết già. Còn có chuyện này nữa hả? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên lắm. Đừng nói là cảnh giới tế đạo. Cho dù là cảnh giới đại năng, thì tuổi thọ cũng gần như vô tận.
chỉ cần ngươi muốn sống, hầu như có thể cứ sống mãi. Vậy mà đến cảnh giới đại đế, tuổi thọ lại có hạn ý hả? Chuyện này là sao? Ta cũng không biết. Giao Hy lắc đầu, có người bảo, đây là hạn chế của phép tắc thiên địa. Đại đế sống càng lâu, trong cơ thể sẽ tích tụ một loại độc tố. Bảo nó là độc, nhưng nó giống kiểu giới hạn ở phương diện phép tắc hơn, người ở cảnh giới đại đế đỉnh phong mà không đột phá được nữa, cuối cùng sẽ chết. Diệp Bắc Minh nhướng mày, một số đại đế không muốn chết, nên mang theo ký ức đời trước trọng sinh. Đúng vậy, Giao Hy gật đầu. Từ xưa đến nay, chỉ cần đã tiến vào cảnh giới đại đế, thì ai lại cam tâm chết đi như vậy chứ? Phần đa mọi người muốn chuyển thế trọng sinh, có người thành công, có người thất bại. Người bảo ta cho người biết có bao nhiêu đại đế chuyển thế thành công, thì ta cũng không xác định được. Nghe thấy lời này, nét mặt Diệp Bắc Minh dao động. Đế chiến ở vô căn chỉ địa là sao? Cha ta là Đông Cực Đại Đế, đã phát hiện ra một thế giới bên ngoài nguyên thủy chân giới. Giọng Giao Hy trở nên nặng nề, chỉ cần tiến vào thế giới đó, giới hạn tuổi thọ dành cho đại đế sẽ bị giải trừ. Sau khi những đại đế khác biết tin, họ đã liên thủ ám sát cha ta. Ta và Giao Chỉ ngã xuống trong trận chiến đó, cha ta không rõ tung tích, có lẽ đã ngã xuống rồi. Nói xong, khuôn mặt Giao Hy hiện lên vẻ mất mát sâu sắc. Diệp Bắc Minh nói, trận chiến năm đó, chính là lúc vô căn chỉ địa mở ra đấy hả? Sao ngươi biết? Giao Hy ngạc nhiên. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, chị gái à, cái này rõ ràng quá rồi được không hả? Giao Hy hừ lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi đâu. Bây giờ ta phải đến đó ngay, nếu không, sẽ chẳng có lợi gì cho cả ta và Hạ Nhược Tuyết. Một bước vượt qua Diệp Bắc Minh, hóa thành một luồng sáng, biến mất. Giao Hy vừa đi. Trong đầu anh vang lên giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nhóc con, lời nữ nhân này nói, cậu tin mấy phần. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lúc, 7 phần thật, 3 phần giả, là dễ lừa người nhất. Nhưng với tính cách của Giao Hy, cô ta đã lừa tôi một lần. Những điều cô ta vừa nói, ít nhất có một nửa là giả. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng, biết là giả, cậu còn phí lời với cô ta lắm thế. Diệp Bắc Minh cười, cô ta nói càng nhiều, càng dễ để lộ sơ hở. Và lại, tiểu tháp này, ông không cảm thấy mọi việc quá trùng hợp à? Ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghỉ hoặc. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào huyết trì, vung tay một cái. Ầm, một luồng khí hỗn độn tuôn ra, phong tỏa toàn bộ khí tức. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, bắt đầu từ vạn y cốc, có được thiên y thư. Đến tộc bất hủ, lấy được bất hủ đế kim, đúc ra kiếm phôi của kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Rồi lại đến hang thần ma, ông nuốt được lực lượng của binh khí ma đế là Chấn Ma Kiếm, sau đó đi vào vô căn chỉ địa, lại nuốt được lực lượng của Thước Vô Lượng, lại lần nữa nâng cao thực lực của ông lên. Ừm, ngay vừa nấy, Tuyết Trung Ảnh lại lấy ra một kiện thần binh, nếu ông cắn nuốt thêm nó. Ông sẽ lại nâng cao thực lực thêm lần nữa. Giọng Diệp Bắc Minh ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, anh hỏi ngược lại một câu, tiểu tháp, ông không phát hiện ra có chỗ nào không đúng à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận mắng một tiếng, kích động la, tôi phát hiện ra rồi. Hóa ra bổn tháp mới là nhân vật chính, còn cậu chỉ là công cụ người hỗ trợ bổn tháp thôi. Diệp Bắc Minh, anh trợn trắng mắt. Ông thôi đi, tôi nói thật đấy. Anh nghiêm mặt, nghiêm túc nói, tôi cứ có cảm giác, hình như có người đang chê tôi tăng thực lực quá chậm. Cho nên, có một bàn tay vô hình, ở phía sau cứ đẩy tôi về phía trước. Anh vừa nói xong, bầu không khí trong không gian trở nên quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh dùng mình, anh cảm thấy hình như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ trong hư không. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con, cậu nghiêm túc đấy à? Diệp Bắc Minh gật đầu khẳng định, tuyệt đối chính xác. Tôi chắc chắn mình có cảm giác này. Người bên cạnh tôi, có khi đều đã bị lợi dụng. Ông không thấy, con đường. Tôi đi may mắn một cách nghịch thiên à. Tất nhiên, thực lực của tôi cũng chiếm một phần, nhưng mỗi khi gặp phải nguy hiểm, đều vừa khéo xuất hiện bước ngoặt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi, sao cậu phát hiện ra vậy? Diệp Bắc Minh nói, lần gần đây nhất, lúc đánh với Thước Vô Lượng, tôi đã phát hiện Red. Lần giao chiến với Thước Vô Lượng, tôi thấy tuyệt vọng chưa từng có. Uy lực của binh khí đại đế, thì tôi cũng chết chắc. Thực lực của tôi hiện giờ, dù bất kỳ ai ra tay. Ha ha! Diệp Bắc Minh lắc đầu cười nhạt, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Giao Chỉ lại ra tay. Ông có tin được không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng. Một lát sau, nó mới yếu ớt bật ra một câu, nghe cậu nói vậy, đúng là có vấn đề. Hít, nghĩ đến những điều này,
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hít một ngụm khí lạnh, ai mà giỏi thế, có thể vô thanh vô thức khống chế cậu. Rốt cuộc hắn định làm. Cái gì? Diệp Bắc Minh híp mắt, hắn muốn làm cái gì tôi không biết, tôi chỉ muốn tìm ra người này. Nhóc con, cậu định làm thế nào? Tìm đường chết. Tìm đường chết á? Đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu khẳng định, hắn không muốn tôi chết, bắt tôi nâng cao cảnh giới, tôi cứ chết cho hắn xem đấy. Một khắc đồng hồ sau. Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã ra khỏi huyết trì, xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyết Trung Ảnh nở nụ cười, tiến lên đón, đại nhân, ngài ra. Bốp! Còn chưa nói hết câu, một cái tát vang dội đã giáng lên mặt Tuyết Trung Ảnh. Tiếng tát vang lên cực kỳ rõ ràng, Tuyết Trung Ảnh sững người, môi run run, trong mắt tràn ngập lửa giận. Anh ta cúi gầm mặt, đại nhân, tôi đã làm sai gì à? Xung quanh im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Tình huống gì đây, sao tự nhiên Diệp Bắc Minh lại đánh người? Tuyết Trung Ảnh còn không dám đánh trả. Diệp Bắc Minh cười, ta hoàn toàn không phải đại đế chuyển thế gì cả, người nhận nhầm người rồi. Địa Long Tinh Nguyên là cái gì, ta hoàn toàn không biết, Giao Trì, Giao Hy gì gì đó cũng là ta lừa ngươi thôi. Đánh với ngươi ba canh giờ, ta không thể đánh bại ngươi, nếu ta mà đánh bại ngươi được thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Còn nữa, ngươi đúng là một kẻ vô dụng, anh nói xong. Toàn trường lặng ngắt, Tuyết Trung Ảnh trợn tròn mắt, nuốt ngụm nước miếng, đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, còn chưa đủ rõ ràng à? Ta không hề có thực lực giết ngươi. Hơn nữa, ta vừa ăn một viên tam diệu bất tử, bây giờ thần lực đã cạn kiệt. Ngươi xem, trong đan điền của ta chẳng còn tí thần lực nào. Anh không có bất cứ sự phòng bị nào. Để lộ đan điền ra trước mặt tất cả mọi người. Đúng vậy, đan điền của Diệp Bắc Minh trống trải. Không có tí phản ứng nào. Tuyết Trung Ảnh sững sờ. Diệp Bắc Minh thấy anh ta không dám ra tay, tiếp tục tiến lên một bước, ta là hỗn độn đế thể. Trong người ta toàn là hỗn độn đế huyết đấy. Còn đây nữa, mẫu thạch hỗn độn, các ngươi không muốn có nó à? Anh vung tay lên, lấy ra một tảng mẫu thạch hỗn độn to bằng cái chậu rửa mặt. Vứt xuống dưới chân, bịch, nó rơi xuống đất kêu cái bịch. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mẫu thạch hỗn độn, hai tròng mắt gần như nhỏ ra máu. Bụp. Điều làm mọi người bất ngờ là, Tuyết Trung Ảnh quỳ bụp xuống đất, điên cuồng dập đầu, hu hu hu. Đại nhân, ngài đừng đùa nữa. Tôi biết ngài muốn làm gì. Giết người cũng chỉ mất nhát dao thôi, ngài muốn giết tôi thì cứ ra tay thẳng đi. Sao phải lừa tôi thế này? Hu hu hu, ngài cứ ra tay đi. Mẹ ơi đáng sợ quá. Hu hu hu. Tuyết Trung Ảnh sợ quá khóc luôn rồi. Không giống giả vờ tí nào. Anh ta sợ thật sự. Trời ơi. Rốt cuộc đại nhân đã trải qua chuyện gì? Lẽ nào ngài ấy bị kích thích gì ở dưới huyết trì sao? Không thì sao lại dọa mình như vậy? Mình biết rồi, đại nhân lấy đức phục người, muốn tìm một cái cớ để giết mình. Chỉ cần mình ra tay, ngài ấy có thể giết mình luôn, khỏi bị gánh nặng tâm. Lý! Không được, mình không được ra tay, mình không được ra tay. Tuyết Trung Ảnh gào thét trong lòng. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, đồ vô dụng này, ra tay đi. Không không không, đừng mài. Tuyết Trung Ảnh nước mắt nước mũi tèm lem, ôm đùi Diệp Bắc Minh, đại nhân, tôi biết sai rồi. Cầu xin ngài đừng diễn nữa. Diệp Bắc Minh, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười to, ha 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 ha, nhóc con, cậu xem cậu dọa cậu ta sợ đến mức nào kiểu. Diệp Bắc Minh cạn lời, tôi không có dọa cậu ta, tiểu tháp, ông xem tôi có còn sức để phản kháng không. Trong tay anh ta có một kiện binh khí đại đế gần hoàn chỉnh. Dù ông có ra tay, anh ta cũng có cơ hội giết tôi nhỉ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu ta không nghĩ đây là một cơ hội. Diệp Bắc Minh quyết định, thêm một mồi lửa. Anh vung tay rạch một nhát lên cổ tay mình. Hỗn độn đế huyết nhỏ tí tách xuống đất. Người xem, đây là hỗn độn đế huyết, còn cả mẫu thạch hỗn độn nữa, bất cứ ai lấy được hai thứ này thì đều có thể tạo ra một cơ thể mang thể chất hỗn độn. Diệp Bắc Minh hô to với mọi người. Các tu võ giả ở hiện trường ngây người. Tên này điên rồi à? Bắc Minh, anh ta định làm gì vậy? Diệp Quỳnh ngây người đứng im tại chỗ. Giết cậu ta đi. Mẹ nó, tôi không chịu nổi nữa rồi, hỗn độn đế huyết ngay trước mặt, cướp cho tôi. Mười mấy bóng dáng lao lên, xông thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, cút hết cho tôi. Tuyết Trung Ảnh bất ngờ nổi giận. Một cây giáo dài xuất hiện trong tay, trông anh ta như một chiến thần. Một người một giáo, lao ra đánh. Tất cả hóa thành huyết vụ. Sau khi giết xong mười mấy người, Tuyết Trung Ảnh lại xông tới, quỳ trước mặt Diệp Bắc Minh. Ôm chặt đùi anh, đại nhân ơi!
những người này không phải do tôi ra lệnh đâu. Đại nhân minh giám, chuyện này không liên quan đến tôi. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, được, ta biết rồi. Thực ra, người ra tay cũng không sao ái. Không. Tuyết Trung Ảnh điên cồng lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Tuyết Trung Ảnh tôi tình nguyện làm con chó của đại nhân, chứ tuyệt đối không ra tay với đại nhân. Gâu 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 gâu. Diệp Bắc Minh sững sờ, nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyết Trung Ảnh bị dọa hãi thật hả? Đường đường là thánh tử tuyết tộc, thế mà lại đi sủa tiếng chó trước mặt mọi người, chứ không dám ra tay với Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhìn được cười to, ha 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 ha, nhóc con. Tên này bị cậu dọa cho sợ mất mật rồi, xem ra cậu ta không dám ra tay với cậu nữa đâu. Hai. Diệp Bắc Minh thở dài, người đi đi. Cảm ơn đại nhân. Bịch 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 bịch. Tuyết Trung Ảnh dập đầu mười mấy cái liên tiếp, sau đó biến mất như thể được ân sát. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, tiếp theo phải làm sao? Diệp Bắc Minh nheo mắt, nếu trong tối đã có một đôi tay không muốn tôi chết. Vậy tôi sẽ tìm đường chết đến cùng. Tôi cũng muốn xem, hẳn còn giữ mạnh cho tôi kiểu gì. Tập trung đi về phía Giao Hy, Giao Trì, đi tìm bọn họ. Diệp Bắc Minh trực tiếp truyền âm cho Diệp Quỳnh và Bất Hủ Nhan, nói rằng hắn vẫn còn việc phải làm, bảo họ rời đi. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Bắc Minh nhìn về hướng Giao Trì và Giao Hy rời đi. Thúc địa thành thốn, mặc dù thần lực trong cơ thể đã cạn kiệt. Nhưng thứ mà thúc địa thành thốn dùng đến là sức lực pháp tắc. Chỉ cần thực hiện các bước cụ thể, có thể di chuyển nhanh chóng. Quả nhiên là như vậy, đại nhân đang dụ dỗ ta giết hắn. Trong một góc khuất, Tuyết Trung Cảnh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nếu vừa rồi ta ra tay, chắc chắn sẽ chết. Diệp Bắc Minh tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghi hoặc, tiểu tử, cậu thật sự muốn chứng minh tất cả sao? Cậu để Tuyết Trung Cảnh rời đi, lẽ nào không muốn tìm vô căn chi hỏa sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, còn tìm cái con khỉ. Không tìm được kẻ đứng sau thì tìm vô căn chi hỏa có ích gì. Tôi thậm chí còn cảm thấy bọn họ cố ý dẫn ta đi tìm vô căn chi hỏa. Tiểu tháp, không phải ông cũng là do bọn chúng sắp xếp đấy chứ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rơi vào trầm lặng. Một lát sau mới thốt ra một câu, tiểu tử, theo như cậu nói, rất có thể bổn tháp cũng là do bọn họ sắp xếp. Tuy nhiên, bổn tháp không có bất kỳ ký ức gì về việc này. Bổn tháp cũng sẽ không làm hại cậu. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi tin tưởng ông, đi thôi. Vô căn chỉ địa, trước một cổ điện cổ kính, nói là thạch điện, nhưng lại không khác gì một ngọn núi đái. Mái cao 10.000 mét, cổng cao 1.000 mét, mỗi viên gạch cao hơn 100 mét. Trên mỗi viên gạch đều có một đạo vận đặc biệt, tách biệt khỏi pháp tắc của vô căn chỉ địa. Trước thạch điện, có 5 bóng người đang đứng. Một thanh niên chỉ khoảng 30 tuổi. Một ông lão với mái tóc dài màu xám. Một người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím. Một người phụ nữ mặc đạo bào. Người cuối cùng chính là Giao Trì. Ánh mắt người thanh niên ngưng trọng, Giao Trì, đây chính là đế tổ điện mà ngươi nói sao? Trong đó thật sự ẩn chứa bí mật đột phá cảnh giới đại đế sao? Giao Trì gật đầu, đợi nó mở ra, người đi vào xem thì sẽ biết. Ông già tóc xám cau mày, người sẽ không lừa chúng ta đấy chứ? Giao Trì hừ lạnh kiêu ngạo. Tin hay không thì tùy. Sắc mặt người phụ nữ mặc đạo bào nghiêm nghị nói, Giao Trì, nếu năm đó không phải do hai chị em ngươi thì cuộc chiến bách đế cũng đã không xảy ra. Các đại đế của nguyên thủy chân giới chúng ta cũng sẽ không rơi dụng, khiến cho các pháp tắc của toàn bộ nguyên thủy chân giới sụp đổ, hạ thấp một cấp vị diện. Bây giờ, ngay cả tế đạo chi thượng cũng rất khó tiến vào, chỉ có thể mắc. Kẹt ở cảnh giới tế đạo. Cảnh giới đại đế, nếu không hồi phục pháp tắc của nguyên thủy chân giới. Căn bản là không thể. Những lời này vừa dứt. Một thanh niên, một ông già với mái tóc dài màu xám, một người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím và một phụ nữ mặc đạo bào. Ánh mắt của tất cả đều tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Trì. Giao Trì bất động, là lỗi của một mình ta sao? Những người đó đã thay đổi pháp tắc của nguyên thủy chân giới, khiến cho tuổi thọ của đại đế bị rút ngắn xuống 10.000 lần. Thời gian còn lại căn bản không đủ để chúng ta vượt qua cảnh giới đại đế thay vì chờ chết, thà liều mạng một lần còn hơn. Người phụ nữ mặc đạo bào rất tức giận, cho nên, sau trận chiến đó, nguyên thủy chân giới đã hoàn toàn sụp đổ. 100 đại đế, rơi dụng chỉ còn lại mấy người chúng ta, những người khác có lẽ đã hồn bay phách tán từ lâu rồi. Nguyên thủy chân giới mãi mãi không thể trở mình được, đây chính là cái mà ngươi gọi là liều một phen. Giao Chỉ cắn đôi môi đỏ mọng. Hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, chúng tôi thực sự đã thua. Ngay lập tức,
Lời nói thay đổi, nhìn chăm chăm vào thạch điện phía trước, trong đế tổ điện ẩn chứa thứ vượt qua cảnh giới đại đế, hơn nữa, thứ này trấn áp nguyên thủy chân giới. Chỉ cần chúng ta lấy được thứ bên trong, phá hủy đế tổ điện, sự ràng buộc của nguyên thủy chân giới sẽ được giải trừ. Khuôn mặt của người thanh niên, ông già với mái tóc dài màu xám, người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím và người phụ nữ mặc đạo bào sầm xuống. Tin ngươi một lần nữa. Cùng liên thủ, mở ra thạch điện. Năm người tiến lên một bước, chia ra đứng ở năm hướng của thạch điện. Vừa định ra tay. Ha ha ha, các ngươi thực sự đã đến rồi. Một chàng cười giòn vang truyền đến, Giao Hy lao tới hiện trường. Xoẹt, tung ra một nhát kiếm, chém về phía Giao Trì. Giao Hy, em điên rồi. Giao Trì xua tay, tức giận nói, em có biết mình đang làm gì không? Giao Hy cười đầy ẩn ý, chị gái khốn kiếp của ta, sao ta lại không biết ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi đã hại ta thành ra như này, còn muốn trở lại cảnh giới đại đế. Ngươi đang nằm mơ à? Giết! Giao Hy xông vào. Đại chiến sắp nổ ra. Bốn người còn lại cau mày, lạnh lùng đứng nhìn tất cả. Chúng ta có cần ra tay không? Đây là chuyện giữa hai chị em họ, không cần nhúng tay vào. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới, không hề sử dụng bất kỳ thần lực nào mà từng bước vượt qua hư không đi tới. Tất cả đều ở đây, náo nhiệt quá nhỉ. Diệp Bắc Minh liếc nhìn hiện trường, ánh mắt rơi vào tòa thạch điện. Phớt lờ tất cả mọi người có mặt, hắn tiến lên một bước, hướng về phía thạch điện. Cái thứ rác rưởi này từ đâu đến? Dám không để ý tới chúng ta? Muốn chết à? Người thanh niên hét lên, trực tiếp ra tay muốn giết chết Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, nếu có người ở trong bóng tối khiến hắn đi đến bước này. Vậy thì hắn nhất định sẽ không chết ở đây. Diệp Bắc Minh thậm chí không quay đầu lại, cũng không có chút ý nghĩ phòng ngự nào. Quay lưng lại với người thanh niên, tiếp tục đi về phía thạch điện. Tiểu tử, cậu điên rồi sao? Thật sự chờ chết à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi. Diệp Bắc Minh cười, tiểu tháp, đừng lo lắng. Còn không tránh, người mẹ kiếp đi chết đi. Người thanh niên cách Diệp Bắc Minh chừng 30 mét, nhưng đối phương vẫn không có ý định phòng ngự. Hoàn toàn phẫn nộ, sức mạnh trong cơ thể sôi trào, hướng về phía Diệp Bắc Minh đè ép. Một khi chạm vào Diệp Bắc Minh, chắc chắn sẽ khiến hắn hóa thành xương máu. Vào thời khắc mấu chốt này, một bóng người lóe lên trước mặt Diệp Bắc Minh, dùng lòng bàn tay đánh ra. Quỳnh, sóng không khí chấn động, người thanh niên bị thổi bay. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên một nụ cười quái dị, tiểu tháp, ông nhìn thấy rồi chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng kinh ngạc, giọng nói ngưng trọng, tiểu tử, cậu quả nhiên lợi hại. Sau khi người thanh niên bay ra ngoài, anh ta kinh ngạc nhìn Giao Trì, ngươi. Giao Trì không trả lời mà lạnh lùng quay lại. Diệp Bắc Minh, ngươi đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Giao Trì rất tức giận. Diệp Bắc Minh trêu đùa nhìn cô ta, sao thế? Cô sợ ta chết sao? Trong đôi mắt đẹp của Giao Trì hiện lên một tia hoảng loạn. Che giấu rất tốt. Vẫn bị Diệp Bắc Minh phát hiện. Hừ, ta sợ ngươi chết. Bổn đế không muốn nhìn thấy ngươi chết trong tay. Người khác, nhớ kỹ, mạng của ngươi, chỉ có ta mới được lấy đi. Giao Trì hừ lạnh một tiếng. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nhả ra một chữ. Xoay người, tiếp tục hướng về phía thạch điện. Bạn muốn làm gì? Giao Trì giật mình, ngăn Diệp Bắc Minh lại. Diệp Bắc Minh cười nói. Tôi muốn nhìn xem trong thạch điện này có thứ gì khiến cô coi trọng như vậy. Nói xong hắn nhanh chóng xông tới trước thạch điện, một tay ấn vào cửa thạch điện. Dựa theo thiết kế của các người, chắc chắn các người sẽ không mở được thạch điện này, chỉ có ta ra tay, mới có thể mở ra thạch điện. Lời nói vừa dứt, uinh ầm ầm. Cánh cửa lớn của thạch điện rung chuyển dữ dội, và nó thực sự đã mở ra. Người thanh niên, ông già với mái tóc dài màu xám, người đàn ông trung. Niên đội vương miện vàng tím và người phụ nữ mặc đạo bào đều kinh ngạc đến choáng váng. Giao Trì, chuyện này rốt cục là sao? Không phải ngươi nói chỉ có 5 người chúng ta liên thủ mới có thể mở ra. Đế tổ điện sao? Tại sao một mình tên này lại mở được đế tổ điện? Đối ạt với câu hỏi của 5 người. Giao Trì đang suy nghĩ nên trả lời thế nào? Diệp Bắc Minh đã tiến lên một bước, tiến vào trong đế tổ điện. Đừng mài. Giao Trì giật mình. Trực tiếp xông lên. Đôi mắt Giao Hy đột nhiên co rút lại, hai người gần như cùng một lúc lao tới bên cạnh Diệp Bắc Minh. Một nửa cơ thể của Diệp Bắc Minh đã tiến vào thạch điện. Hai người muốn tóm lấy Diệp Bắc Minh, nhưng lại bị một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ hút vào, ba người vụt sáng. Biến mất, cánh cửa thạch điện đóng sầm lại. Bốn người còn lại nhìn nhau,
sững sờ tại chỗ, chúng ta bị chơi rồi à? Khoảng khắc tiến vào trong đế tổ điện, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra. Một khoảng hư vô vô cùng rõ ràng. Chỉ có một chiếc ghế đá, người phụ nữ ngồi trên đó lại có gương mặt giống. Hệt như Giao Trì đã hóa thân ra, thêm một nét uy nghiêm, một cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác xa lạ, một cảm giác như trên 9 tầng trời. Bên cạnh người phụ nữ này còn có 2 bóng người khiến Diệp Bắc Minh kinh. Ngạc, một trong số họ chính là Vạn Đỉnh Thiên của Vạn Y Cốc. Người còn lại chính là Thiên Cơ Lão Nhân, sư phụ. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc. Thiên Cơ Lão Nhân lộ ra một nụ cười, đồ nhi ngoan, đã lâu không gặp. Vi sư, biết nhất định sẽ gặp lại con. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, cho nên, từ khi con tiến vào thần quốc hỗn độn, các người đã chú ý đến con rồi. Thiên Cơ Lão Nhân không trả lời. Người phụ nữ ngồi trên ghế nhàn nhạt nói chính xác thì từ khoảnh khắc ngươi tu luyện pháp tắc luân hồi, ngươi chính là một trong những người được lựa chọn của chúng ta. Ngươi được chọn. Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt, chuyện là thế nào? Giọng người phụ nữ lạnh lùng, ngươi không có tư cách được biết. Nhưng, bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1, ta xóa trí nhớ của ngươi, ngươi rời khỏi thạch điện. Ta sẽ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, ngươi tiếp tục là Diệp Bắc Minh của ngươi. Ta đảm bảo ngươi có thể tiến vào cảnh giới đại đế. Hành trình sẽ thuận lợi. 2, xóa sạch ngươi và mọi thứ liên quan đến ngươi. Giọng điệu lạnh lùng. Không có gì để nghi ngờ. Diệp Bắc Minh đang định cất lời. Người phụ nữ nói thêm một câu, phẫn nộ, phản kháng, vô ích. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một cái trò chơi nhàm chán. Nếu như người tham gia trò chơi này muốn chống lại người điều khiển trò chơi, vậy ngươi chỉ có thể bị xóa bỏ. Mắt Diệp Bắc Minh nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được, người phụ nữ này không hề nói đùa. Rốt cục ngươi là ai? Thần sáng thế sao? Thần sáng thế, ha 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 ha. Người phụ nữ cuối cùng cũng cười lớn, cành hoa run rẩy, rất lâu mới dừng lại. Ngươi thật thú vị, thần sáng thế sao? Ngươi cho rằng như vậy cũng được. Dù sao ta cũng có thể tác động đến pháp tắc của nguyên thủy chân giới. Thay đổi pháp tắc ở đây. Đối với các ngươi, những con kiến ở vị diện cấp thấp, cũng không có gì khác với thần sáng thế. Thần sáng thế cái con khi. Diệp Bắc Minh hét lớn. Trực tiếp ra tay. Đồ nhi, đừng mài. Thiên Cơ Lão Nhân vội vàng nhắc nhở hắn. Diệp Bắc Minh căn bản không nghe. Thanh Càn Khôn Trấn Ngục Kiếm lao ra, hỗn độn đế huyết trong cơ thể hắn bốc cháy, chìm vào trong Thanh Càn Khôn Trấn Ngục Kiếm. Hóa thành một con huyết long cao vạn trượng, lao về phía người phụ nữ ngồi trên ghế đá. Khoảnh khắc đến trước mặt người phụ nữ, con huyết long biến mất trong không trung. Không có bất kỳ dấu hiệu nào liền biến mất rồi. Đòn tấn công của Diệp Bắc Minh cứ thế bị hóa giải. Ngươi, Diệp Bắc Minh hoàn toàn choáng váng. Người phụ nữ khinh thường lắc đầu, pháp tắc trong thế giới của ngươi đều là do ta tạo ra. Ngươi nghĩ rằng đòn tấn công của ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Một con kiến cũng dám ra tay với ta, đáng chết. Người phụ nữ lạnh lùng lắc đầu. Cuối cùng, đưa ra một bàn tay màu xanh lá cây, ấn vào Diệp Bắc Minh. A. Một cơn đau đớn vô tận ập đến, Diệp Bắc Minh hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Tiểu tử, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi, lập tức lao ra giữ lấy màn xương máu. Một tòa tháp rách nát cũng dám ngăn cản ta. Người phụ nữ lắc đầu khinh thường, chỉ một ngón tay ra, chuẩn bị hoàn toàn xóa bỏ Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Chị, đừng mài. Giao Chỉ và Giao Hy gần như cùng lúc hét lên. Xin chị hãy tha cho anh ta một lần. Hai người quỳ thụp xuống đất. Ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng. Đừng tưởng ta không biết trong hồ máu đã xảy ra chuyện gì. Tên đàn ông này to gan như vậy, dám làm ra chuyện như vậy với các em, thực sự đáng chết. Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt hắn, quét sạch thần hồn của hắn, sau đó tiêu diệt tất cả những người có liên quan đến hắn. Các em sẽ tái tạo lại cơ thể, hoàn toàn quên đi chuyện này. Đôi mắt Giao Chỉ đỏ hoe, chị ơi, em chưa bao giờ cầu xin chị, chỉ lần này thôi. Đừng giết anh ta, em không chơi trò chơi này nữa. Sau khi trở về, chuyện gì em cũng nghe chị. Một người phụ nữ mạnh mẽ như Giao Hy lúc này lại hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin, chị ơi. Em cũng không chơi nữa, em biết mình sai rồi. Anh ta căn bản không biết thân phận của chị cho anh ta thêm một cơ hội đi. Người phụ nữ cau mày, hai người họ lại vì Diệp Bắc Minh mà nhận sai sao? Lúc trước, khi ở nhà, họ thà chết không nhận sêu. Nếu như vậy, càng không thể giữ hắn lại. Người phụ nữ lắc đầu. Chuẩn bị ra tay. Một luồng ánh sáng kỳ lạ trào ra từ cơ thể Giao Trì và Giao Hy.
thạch điện vốn yên bình bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ cuối cùng cũng thay đổi, các em muốn làm gì? Điên rồi ai? Giao Trì và Giao Hy đồng thời lắc đầu, chị, nếu chị thật sự giết anh ta, hai chúng em sẽ tự hủy thần hồn ngay lập tức. Đời này kiếp này, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Cho dù chị tu luyện pháp tắc luân hồi, có thể xuyên qua quá khứ và tương lai, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi chúng y mổ. Các em điên rồi. Mau dừng lại, ta đồng ý với hai em. Người phụ nữ cuối cùng cũng đổi giọng. Giao Trì và Giao Hy vui mừng khôn xiết. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay một cái. Diệp Bắc Minh đã hóa thành xương máu, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình. Không chỉ tất cả vết thương đều hồi phục, mà ngay cả thần lực đã mất trong cơ thể cũng được phục hồi ngay lập tức. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lúc này tái nhợt, hắn thật sự đã chết. Thân thể bị hủy diệt, chỉ còn lại một tia thần hồn. Ngươi là chị gái của Giao Hy và Giao Trì. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, rốt cục các người muốn làm gì? Giết ta rồi lại làm ta sống lại như thế vui lắm sao? Người phụ nữ mỉm cười, thực lực không đủ, ta muốn chơi đùa với ngươi, ngươi chỉ có thể nhịn. Được. Diệp Bắc Minh vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết loại cảm giác này. Ha ha, người phụ nữ buồn cười lắc đầu, ngày đó sẽ không bao giờ tới. Pháp tắc của nguyên thủy chân giới đã bị phế rồi, đời này sẽ không thể nào có người tiến được vào cảnh giới đại đế. Nếu không tiến vào được cảnh giới đại đế, ngươi không có tư cách gặp được ta. Ta tuyên bố, ngươi đã mất đi tư cách là người được chọn. Tự sinh tự diệt đi. Lời nói vừa dứt, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Giao Trì, Giao Hy, Vạn Đỉnh Thiên, Thiên Cơ Lão Nhân, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một mình Diệp Bắc Minh, xuất hiện ở vô căn chỉ địa, nơi vốn là vị trí của thạch điện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đâu rồi? Người thanh niên, ông già với mái tóc dài màu xám, người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím và người phụ nữ mặc đạo bào đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn về nơi thạch điện đã biến mất. Chỉ còn lại một mình Diệp Bắc Minh đang đứng đó. Đáng chết, hai con khốn Giao Trì và Giao Hy, không phải kiếm được lợi xong bỏ chạy rồi chứ? Chúng ta bị hai con khốn này lừa rồi sao? Nghĩ đến đây, mắt của mấy người lập tức đỏ lên. Tiểu tử, mẹ kiếp, rốt cục là chuyện gì? Trong đế tổ điện rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta biết. Người thanh niên trở nên cực kỳ tức giận, lao lên muốn giết Diệp Bắc Minh. Thanh niên giơ tay, vung một cái tát. Trường ấn ngưng tụ, chuẩn bị nghiền áp Diệp Bắc Minh. Cút đi. Diệp Bắc Minh vốn đang khó chịu, giờ còn có người ra tay với anh, thế thì người đó xui xẻo rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay ra. Đế uy bùng nổ. Bùm. Bàn tay của người thanh niên run lên, cả người bị đánh văng ra ngoài. Gì thế, tên này cũng là một đại đế chuyển thế à? Ba người còn lại giật mình. Cả đám nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt khó tin. Người thanh niên đứng cách xa mấy trăm mét, một bàn tay chảy máu. Đầm đìa, anh ta lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là đại đế chuyển thế? Mau nói, chỉ cần ngươi nói ra, trong điện đế tổ đã xảy ra chuyện gì? Hai nữ nhân kia đã đi đâu, thì bọn ta sẽ không truy cứu tội của ngươi nữa. Lão già tóc bạc, người đàn ông trung niên đội mũ tử kim, người phụ nữ mặc áo đạo sĩ. Ba người bước ra, áp sát. Lúc ở trong điện đế tổ, Diệp Bắc Minh vốn đã nhịn một bụng tức giận. Giờ lại bị mấy người này dọa nạt, anh hừ lạnh, các ngươi là cái thá gì? Ngươi hỏi thì ta phải trả lời chắc. Không nói à? Lão già tóc bạc nheo mắt lại. Người phụ nữ mặc áo đạo sĩ lại càng không có kiên nhẫn, phí lời với cậu ta làm gì? Cậu ta có mạnh đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một đại đế chuyển thế thôi. Thân phận giống chúng ta, bốn người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không xử được cậu ta chắc? Đừng phí lời với cậu ta nữa, bắt lại sau đó trực tiếp soát hồn. Xong nuốt hết bản nguyên đại đế của cậu tai. Lời này vừa nói ra, bốn luồng sát ý lạnh lẽo hướng về phía Diệp Bắc Minh. Trong tay mỗi người đều có một kiện binh khí, tỏa ra đế uy thoang thoảng. Đó cũng không phải binh khí đại đế hoàn chỉnh, tất cả đều là bán thành phẩm, uy lực chắc chắn vượt xa binh khí của cảnh giới tế đạo thông thường. Tiểu tháp, chiến đấu cùng tôi. Diệp Bắc Minh hét lớn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay ra, cấp tốc phình to. Hóa thành một tòa tháp đen khổng lồ cao vạn trượng, kêu vù vù trên không, uy áp kinh người tựa như sóng thần đổ tới. Đoàng. Một thanh trường kiếm màu xanh, một lò luyện đan đỏ rực, một con dấu kim sắc, một bình tịnh ngọc màu trắng. Đập vào tháp Càn Khôn Chấn Ngục cùng một lúc,
kèm theo đó là tiếng đùng đoàng vang lên, không gian rung rung. Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cấp tốc lùi lại, ánh mắt anh ngưng trọng, thực lực của bốn người này, tên nào cũng mạnh hơn Tuyết Trung Ảnh, giao thủ trong thời gian ngắn thì tôi sẽ không thua. Nhưng nếu dây dưa quá lâu, thể nào cũng có chuyện. Rút trước đã, bốn người này đều là đại đế chuyển thế. Diệp Bắc Minh buộc phải cẩn trọng. Anh trực tiếp vận dụng thúc địa thành thốn và hư không thuật. Bóng dáng anh biến mất trong nháy mắt. Muốn chạy ư, tìm cho tôi, phong tỏa lối ra của vô căn chỉ địa, trước khi tìm được người này, không ai được phép ra khỏi đây. Một lúc sau, Diệp Bắc Minh đã đến trước một rừng đá, anh dừng bước. Tiểu Tháp, ông nghĩ sao về chuyện này? Trước mắt, thông tin của chúng ta quá ít, nhưng nữ nhân đó gọi cậu là ứng viên, hơn nữa còn bảo bắt đầu từ lúc cậu tu luyện phép tắc luân hồi, bọn họ đã theo dõi cậu rồi. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng, vậy nên, bổn tháp đoán. Thứ nhất, cái ứng viên này, chắc chắn không chỉ có mình cậu. Thứ hai, tu luyện phép tắc luân hồi, là một trong những điều kiện để trở thành ứng viên. Thứ ba, bọn họ cần cậu nhanh chóng nâng cao thực lực, còn về phần sau đó cần cậu làm gì, thì bổn tháp không biết. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, ánh mắt ngưng trọng, gần giống với suy đoán của tôi. Lúc ở sâu trong thạch điện, Giao Trì và Giao Hy từng nói một câu. Dù cho người phụ nữ đó tu luyện phép tắc luân hồi, xuyên qua quá khứ và tương lai. Tiểu Tháp, ông bảo liệu có liên quan đến cái này không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm ngâm một lúc. Có lẽ là có, phải rồi, nhóc con đi. Lúc cậu triệu hồi đạo đài luân hồi, chẳng phải có người xuất hiện trong thần niệm của cậu, muốn giết cậu à? Diệp Bắc Minh nheo mắt, suy nghĩ vài giây, hình như đúng vậy. Có lẽ, chúng ta sẽ có đột phá từ chỗ đạo đài luân hồi. Anh hành động luôn. Anh châm chân một cái. Triệu hồi ra đạo đài luân hồi. Vùng phép tắc luân hồi xuất hiện, một đạo đài có đường kính vạn mét hiện ra dưới chân Diệp Bắc Minh. Ui! Điều làm người ta bất ngờ là, đạo đài luân hồi biến thành màu đỏ tươi rồi. Như thể nhuốm máu vậy. Giống địa ngục. Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân giữa trung tâm đạo đài luân hồi, điên cuồng vận chuyển lực lượng của phép tắc luân hồi. Một khắc đồng hồ, chưa có biến hóa. Hai khắc đồng hồ, chưa có biến hóa. Phải nửa canh giờ sau, Diệp Bắc Minh chợt mở mắt ra. Ong! Phía trên không trung của đạo đài luân hồi chợt nứt ra một lỗ hổng. Chỉ to bằng cái bát, nhưng lại có một thanh trường kiếm màu đỏ bay ra. Tốc độ quá nhanh, nó đâm qua tim Diệp Bắc Minh. Đóng đỉnh anh trên đại đài luân hồi, kiếm này cực kỳ đặc biệt, trên thân có phủ văn màu máu lóe sáng. Thời gian nghịch chuyển, Diệp Bắc Minh quát một tiếng, thời gian quay lại 10 giây trước. Ánh mắt anh sắc bén, nhắm đúng vị trí thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện khi nấy. Chuẩn bị sẵn sàng trước. Đến lúc rồi. Anh khế quát. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, anh vừa chém ra một kiếm. Trường kiếm màu máu lại xuất hiện, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đập vào. Nó, vang lên một tiếng giòn tan, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết người tu luyện phép tắc luân hồi? Không có bất cứ lời hồi đáp nào. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh lại quay lại khu vực trung tâm đạo đài luân hồi, khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, lại có ba thanh trường kiếm màu máu từ các vị trí khác nhau đột nhiên xuất hiện. Bùi! Để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, ba thanh kiếm màu máu đóng đinh trên đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh xuất hiện ở phía bên kia, đừng nghĩ nữa, ở trong phép tắc luân hồi, người không giết được ta đâu. Nói cho ta biết, ngươi là ai, tại sao lại muốn giết ta, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, ngươi cũng xứng sao? Giọng của đối phương giống như từ 9 tầng mây vọng xuống. Cao cao tại thượng. Ngông cuồng ta đây. Euroi rẻ hết thảy. Diệp Bắc Minh nói, ngươi dùng mọi thủ đoạn để giết ta, chứng tỏ ta có uy hiếp đối với ngươi. Ngươi còn truy sát những người tu luyện phép tắc luân hồi khác nữa, chứng tỏ ngươi rất kiêng dè điểm này. Từ chỗ một nữ nhân, ta biết được, tu luyện phép tắc luân hồi, cuối cùng có thể xuyên qua thời không, đi về quá khứ, đi tới tương lai. Vậy ngươi đang núp ở quá khứ, hay tương lai? Đối phương hơi bất ngờ, những lời này, là ai nói với ngươi vậy? Diệp Bắc Minh không giấu, ta gặp được một người phụ nữ, cô ta bảo ta là ứng viên. Nhưng hình như bọn họ đã bỏ cuộc rồi. Đối phương hừ lạnh, không thể có chuyện đó được. Đám người đó đã bồi dưỡng ra rất nhiều ứng viên, tu luyện phép tắc luân hồi. Họ không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không muốn làm địch với ngươi. 8 mét ta muốn hợp tác. Trên bầu trời đạo đài luân hồi, im như tờ. Đối phương chưa trả lời ngay.
Diệp Bắc Minh rất là có kiên nhẫn, anh đợi suốt một canh giờ. Sau đó, cái giọng nói coi rẻ hết thảy kia lại vang lên, người muốn hợp tác thế nào? Diệp Bắc Minh đúng mực nói cho tôi biết mọi chuyện. Chúng ta bắt tay, thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, ha ha ha. Giọng nói đó cười như điên. Chẳng lẽ vận mệnh của ngươi còn chưa đủ tốt à? Theo như ta được biết, chỉ cần là ứng viên, con đường võ đạo sẽ không gặp trở ngại, kẻ nào cũng là con trời. Vận mệnh của ngươi, còn cần thay đổi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, ta ghét bị người khác kiểm soát cuộc sống. Ta ghét việc mỗi một nơi mà ta đi qua, đều có người âm thầm theo. Giỏi! Ta càng ghét việc, mọi thứ mà ta làm đều là trò chơi do kẻ khác đã sắp đặt sẵn. Chuyện mà ta không chấp nhận được nhất, đó là những người bên cạnh ta đều phải phục vụ cho việc này. Thậm chí, sinh tử tồn vong của họ, còn trở thành thủ đoạn khích lệ ta. Bọn họ dùng tính mạng của người mà ta quan tâm, uy hiếp ta tăng cảnh chi ấy. Ta phải thay đổi tất cả. Nghe những lời Diệp Bắc Minh nói, giọng nói kia im lặng. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, ta nghĩ rồi, những người đó bồi dưỡng các ứng viên, tu luyện phép tắc luân hồi. Còn ngươi, thì liên tục đánh giết những người tu luyện phép tắc luân hồi. Vậy nên, chắc chắn các ngươi là kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, ô, hợp tác. Hợp tác ư, ngươi vẫn chưa xứng. Giọng nói đó cực kỳ cao ngạo, nhưng bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần phép tắc luân hồi của ngươi đạt đến tầng 6, ta sẽ cân nhắc về lời đề nghị này. Sau đó thì không nói gì nữa. Đợi đã, ngươi tên là gì? Ta vốn không có tên, nhưng phép tắc luân hồi do ta tạo ra, nó lấy tên của ta. Ánh mắt Diệp Bắc Minh mừng rỡ, vậy ngươi tên là? Luân hồi, SSSSS. Một luồng khí lạnh nổi lên sau lưng. Đóng cửa phép tắc luân hồi. Duy trì suốt 3 canh giờ, sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt, đệt. Tiểu tháp, ông nghe thấy chưa? Ông ta lại là người tạo ra phép tắc luân hồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng khiếp lắm, mẹ nó, nhóc con. Lần này cậu chơi lớn rồi đấy. Tự mình tạo ra một phép tắc, tên này quá khủng bố. Diệp Bắc Minh nuốt ngụm nước miếng, gật đầu, dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một khởi đầu tốt. Đi, tìm vô căn chi hỏa, rồi rời khỏi đây trước đã. Dựa vào đâu mà không cho bọn ta đi? Ta là người của Tử Vi đế tộc. Một lão giả đầy giận dữ nói, ngươi không sợ Tử Vi đế tộc. Còn chưa nói hết câu. Lão giả tóc trắng đã cuồng nộ vung ra một cái tát. Lão giả của Tử Vi đế tộc hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Lão giả tóc trắng cười lạnh, Tử Vi đế tộc là thứ rác rưởi gì? Thời kỳ đỉnh cao của lão phu, giết Tử Vi đế tộc như giết chó. Ngươi, người của Tử Vi đế tộc kinh hãi lùi lại. Các tu võ trà khác cũng kinh hãi không thôi. Lão phu nói lại một lần cuối cùng, tìm ra người này. Nếu không, các ngươi đừng hòng rời khỏi vô căn chỉ địa. Nếu vào ngày cuối cùng, trước khi vô căn chỉ địa đóng cửa, các ngươi vẫn chưa tìm thấy người đó, vậy thì trước khi bọn ta rời đi, bọn ta sẽ phá hủy cái truyền tống trận cuối cùng. Lão giả giơ tay lên, chỉ vào bức tranh khổng lồ trên không trung, chính là Diệp Bắc Minh. Rất nhiều tu võ giả đỏ hồng mắt, Diệp Bắc Minh, sao lại là Diệp Bắc Minh nữa vậy? Đệt, thằng tiểu xúc sinh này, sao chỗ nào cũng đắc tội với người khác vậy? Chết tiệt, hắn đáng chết như thế, sao cứ làm liên lụy đến chúng ta cơ chứ? Đi thôi, còn đợi gì nữa? 3 cái truyền tống trận, bị bọn họ phá hủy 2 cái rồi, chỉ còn lại cái cuối cùng thôi. Còn mấy ngày nữa là vô căn chỉ địa đóng cửa, chúng ta không tìm được hắn, chẳng lẽ phải ở đây đợi đến lần mở cửa tiếp theo sao? Đó là 1 vạn năm sau đấy, chúng ta không trụ được lâu vậy đâu. Nhìn từng bóng người lao ra, ở cách đó không xa, một lão giả hạ giọng. Lại gần một thiếu nữ có dáng người bốc lửa, nhưng dung mạo lại cực xấu. Chính là Trần Vũ Nhu, tiểu thư. Giờ phải làm sao? Lão giả sợ hãi nhìn 4 người đang đứng trước truyền tống trận, rõ ràng khí thức của 4 người này chỉ ở khoảng cảnh giới tế đạo tầng 6, tầng 7, nhưng thực lực lại đáng sợ khác thường. 15 trưởng lão ở cảnh giới tế đạo tầng 8, thế mà lại bị tát một cái chết. Nếu chúng ta cưỡng ép xông vào, thể nào cũng chết. Nét mặt Trần Vũ Nhu trở nên nghiêm trọng, tìm được Diệp công tử trước đã rồi tính tiếp. Lúc này, một nam tử cảnh giới tế đạo tầng 7 dẫn một người phụ nữ đi tới. Mấy vị đại nhân, tôi chưa tìm thấy Diệp Bắc Minh, nhưng lại phát hiện một người có quan hệ với Diệp Bắc Minh Hồ. Sau đó hắn tiện tay đẩy người phụ nữ ra. Diệp Quỳnh hộc máu, mặt trắng bệch. Cô ta tên Diệp Quỳnh, đến từ nhà họ Diệp ở Trung Châu. Cùng vào vô căn chi địa với Diệp Bắc Minh,
nếu để cô ta ở đây, có khi Diệp Bắc Minh sẽ tới cứu cô ta. Người đàn ông quỳ một gối nói. Lão già tóc bạc xa sầm mặt, người mà lão phu cần là Diệp Bắc Minh, người bắt cô ta thì có ích gì. Đang đỉnh ra tay, giết người đàn ông bắt Diệp Quỳnh tới. Đợi đã, người phụ nữ mặc áo đạo sĩ ngăn lại, giữ cô ta lại, biết đâu lại có ích. Bọn ta lại thêm một quy định nữa, ai mà mang người có một chút liên quan với Diệp Bắc Minh tới đây, cũng có thể rời khỏi đây. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, chỉ cần tên nhóc đó một ngày không xuất hiện, bất cứ ai có quan hệ với cậu ta, đều phải chết. Về phần ngươi, ngươi có thể đi rồi. Người phụ nữ mặc áo đạo sĩ nói. Cảm ơn bốn vị đại nhân. Người đàn ông như được đại xá. Chạy luôn vào cửa truyền tống, biến mất. Các tu võ giả khác thấy vậy, lập tức phấn khởi. Bọn họ biết thực lực của Diệp Bắc Minh khủng bố, họ đánh không lại Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ còn đánh không lại những người có liên quan đến cậu ta chắc. Đi, mau đi tìm Bất Hủ Nhan, lúc trước Diệp Bắc Minh ở tộc Bất Hủ, đã có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ này. Vèo, vèo, vô số bóng người lao đi. Nếu nói vậy, ngày trước Diệp Bắc Minh còn ở thần viện Thái Thương. Một thời gian đấy, vị kia nhà họ Trần, chắc cũng được tính là sư tỷ của Diệp Bắc Minh nhỉ. Vèo, vèo, vèo. Hàng ngàn ánh mắt lập tức khóa chặt Trần Vũ Nhu, bắt cô ta lại. Hàng ngàn thân ảnh lập tức lao đến. Bảo vệ tiểu thư. Mấy lão giả nhà họ Trần quát to, liều mạng chống trả, nhưng dù họ có mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại hàng vạn tu võ giả liên thủ lại. Phụt. Mấy người ngã xuống ngay tại chỗ, chỉ còn lại hai lão giả thực lực khá mạnh là chắn trước người Trần Vũ Nhu. Các ngươi điên rồi, các ngươi dám ra tay với người của Tử Vi đế tộc, các ngươi không sợ Tử Vi đế tộc trả thù sao? Hai lão giả vừa hộc máu, vừa cấp tốc lùi về sau. Mọi người cười dữ tợn, Tử Vi đế tộc có cứu được bọn ta không? Đây là vô căn chi địa, bọn ta sắp không sống nổi nữa rồi, Tử Vi đế tộc là cái thá gì? Bắt được người phụ nữ này, thì có thể đổi lấy một suất rời khỏi đây. Giết! Đám đông hò xông lên. Hai lão trả cắn răng. Đẩy Trần Vũ Nhu ra xa, tiểu thư, mau đi. Đi tìm Diệp công tử, chỉ có cậu ấy mới bảo vệ được người. Bụp, trực tiếp tự bảo. Đám mây hình nấm khủng bố nổ tung, tạm thời ngăn lại những kẻ đang lao tới. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi, tất cả đều đáng chết. Trần Vũ Nhu tức quá hộc máu, sau đó quay người vội vàng bỏ chạy. Lão giả tóc bạc nhíu mày, đang định đuổi theo, người phụ nữ mặc áo đạo sĩ ở bên cạnh ngăn ông ta lại, không cần đuổi, cứ để cô ta chạy. Một con mồi đang chạy trốn, biết đâu có thể tìm ra con thú săn, đúng không? Diệp Bắc Minh vẫn chưa biết việc mình bị truy lùng. Lúc này, anh đang đứng trước một khoảng không vô định. Ở sâu trong hư không phía trước, có một cỗ năng lượng dị thường đang dao động. Diệp Bắc Minh ném một cục đá, ngay khi cục đá tiếp xúc với cỗ năng lượng đó. Cục đá tan ra, rồi bùng cháy một cách kỳ lạ, ngọn lửa gần như trong suốt. Nếu không dùng thần niệm thăm dò, cảm nhận được một cỗ nhiệt khủng khiếp, thì có khi Diệp Bắc Minh không nhận ra, trong khoảng hư không kia lại có một ngọn lửa. Tiền bối, đây chính là vô căn chi hỏa à? Diệp Bắc Minh kích động. Ngôi mộ nằm sâu nhất trong nghĩa địa hỗn độn hé ra một khe hở, sau đó có ánh sáng nhạt lập lòe, bám rễ vào hư không, không nơi nương tựa. Không gốc không màu. Ngọn lửa không có gốc, chính là vô căn chỉ hỏa. Lấy nó luyện kiếm, sẽ luyện thành binh khí đại đế. Tiền bối, tôi nên làm gì đây? Diệp Bắc Minh kích động. Tàng kiếm lão nhân vội vàng nói, tiểu tử, cậu phải thu phục ngọn lửa này trước, chỉ như vậy mới có thể sử dụng ngọn lửa này để rèn được Bất Hủ đế kim mồ. Ngoài ra, ngọn lửa này cực kỳ nguy hiểm, một khi bị nhiễm, chắc chắn sẽ chết. Cậu phải cẩn thận, nếu không vạn kiếp cũng không thể khôi phục được. Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối, ngọn lửa này không màu không gốc. Ông muốn tôi thu phục như thế nào? Giọng nói của tàng kiếm lão nhân ngưng trọng, tiểu tử, đừng vội. Nếu là người khác, cho dù là tế đạo chi thượng, cũng không thể thu phục được vô căn chi hỏa. Nhưng cậu thì khác, có nghĩa địa hỗn độn ở đây, ta sẽ giúp cậu chỉnh phục ngọn lửa này. Trước tiên cậu tiến vào hư không trước mặt, dụ nó tới đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bị hút vào. Được. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh dứt khoát tiến lên một bước. Thân thể lao vào trong phạm vi của vô căn chỉ hỏa. Một sức nóng hủy diệt đập vào mặt. Nhiệt độ lớn quá, với sức nóng này, tu võ giả bình thường đều không thể chịu nổi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng. Tàng kiếm lão nhân nhắc nhở, sử dụng năng lượng hỗn độn của cậu, phong tỏa xung quanh, ngăn chặn vô căn chỉ hỏa chạy ra ngoài. Diệp Bắc Minh xòe năm ngón tay ra,
năng lượng hỗn độn từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một tấm lưới hỗn độn. Bao trùm lên vô căn chỉ hỏa. Phù 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 một. Vô căn chỉ hỏa cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng lóe lên. Nó gần như trong suốt, chỉ thấy một luồng nhiệt ùa ra. Muốn phá vỡ tấm lưới hỗn độn, nhưng căn bản không thể phá vỡ được. Quá tốt rồi. Diệp Bắc Minh vẻ mặt vui mừng khôn xiết, muốn thu phục vô căn chỉ hỏa ồ. Không ngờ. Vô căn chi hỏa dường như đã phát hiện ra Diệp Bắc Minh, liền đổi hướng, lao thẳng về phía hắn. Đến đúng lúc lắm. Diệp Bắc Minh tung ra một cú đấm. Gầm ca oi một con huyết long lao ra, lao về phía vô căn chi hỏa. Khoảnh khắc tiếp xúc, con huyết long liền bốc cháy, hoàn toàn bị vô căn chi hỏa khống chết. Hóa thành một con hỏa long màu trắng sữa, lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Gà oa y con huyết long quay đầu lại, lao về phía Diệp Bắc Minh. Vào thời khắc mấu chốt này, Tàng Kiếm lão nhân hét lên, ngay lúc này. Mở ra nghĩa địa hỗn độn đi. Diệp Bắc Minh nảy ra ý nghĩ, nghĩa địa hỗn độn xuất hiện một vết nứt. Con hỏa long được ngưng tụ bởi vô căn chỉ hỏa lao đầu vào đó. Nghĩa địa hỗn độn lập tức đóng lại. Gà oa y vô căn chi hỏa phát hiện bị mắc kẹt, trở nên hoàn toàn tức giận. Giống như phát điên, chạy loạn trong nghĩa địa hỗn độn và tàn phá, cùng với đó, toàn bộ nghĩa địa hỗn độn khế dung chuyển. Từ nơi sâu nhất của hỗn độn, trào ra một đạo khí tức. Bang một, vô căn chi hỏa khuấy động lên, huyết long đang bị không chế phát nổ ngay lập tức. Một sức mạnh đáng sợ bùng phát, ở nơi đó chỉ còn lại một ngọn lửa. Trong suốt, khẽ nhảy nhót, đây là, Diệp Bắc Minh sửng sốt, chuyện gì thế này? Tàng Kiếm lão nhân cười nói, nghĩa địa này rất đặc biệt, bất cứ thứ gì. Tiến vào đều sẽ bị nó thu phục. Vô căn chỉ hỏa lúc này đã tuân theo mệnh lệnh của nghĩa địa hỗn. Độn rồi, cậu là chủ nhân của nghĩa địa hỗn độn. Bây giờ có thể tự do khống chế nó rồi. Diệp Bắc Minh giật mình. Đứng yên tại chỗ. Vậy là xong rồi. Vậy thì cũng thuận lợi quá rồi nhỉ. Còn nữa, rốt cục sức mạnh bùng phát từ tận sâu trong nghĩa địa hỗn độn vừa rồi là gì? Vô căn chỉ hỏa lại quy phục trong chớp mắt. Suy nghĩ một hồi, Diệp Bắc Minh vẫn không nghĩ ra được, chỉ có thể đợi mở ra thêm nhiều tầng trong nghĩa địa hỗn độn mới có thể biết được. Một ý nghĩ, tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Hắn giơ tay lên. Quả nhiên, vô căn chi hỏa bay tới, lơ lửng trên lòng bàn tay Diệp Bắc Minh, khế nhảy nhót. Nó gần như trong suốt, nếu không có sức nóng khủng khiếp, căn bản không thể nhìn ra được đây là một ngọn lửa. Nếu nó được sử dụng để đánh lén hoặc khi tiêu diệt kẻ thù, sẽ khiến chúng bất ngờ. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, tiểu tử, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu rèn kiếm đi. Tàng Kiếm lão nhân còn hưng phấn hơn cả Diệp Bắc Minh, ta sẽ dạy cho cậu một bài vè. Chỉ cần cậu làm theo bài vẽ đó, nhất định có thể rèn được một thanh đế kiếm. Được, xin mời tiền bối nói. Vô căn hỏa, bất hủ kim mồ. Càn khôn đảo, trật tự thành. Lửa sinh ra từ hư không, sự sắc bén bất hủ đến. Ta có một thanh kiếm, có thể chém tiên, chém thần, chém trời, chém đất, đánh người. Phá lục đạo, diệt pháp tắc, càn khôn chấn ngục, một kiếm phá tan. Nghe được bài vẽ của Tàng Kiếm lão nhân, máu trong người Diệp Bắc Minh sôi sục, một càn khôn chấn ngục thật tốt, một kiếm phá tan. Kiếm tới đây, hai Diệp Bắc Minh hét lên. Thanh càn khôn chấn ngục kiếm lao ra và bay lơ lửng phía trên vô căn chỉ hỏa. Trong giây lát, khắp nghĩa địa hỗn độn, mây gió nổi lên, năng lượng hỗn độn điên cuồng bao trùm xung quanh nghĩa địa hỗn độn. Tạo thành một cái xoáy lớn như một cơn bão, âm huỳnh huỳnh. Từng đạo hỗn độn thần lôi giáng xuống càn khôn chấn ngục kiếm, điên cuồng rèn. Vô căn chi địa. Trước một khu rừng đá, Trần Vũ Nhu ngã xuống đất, nôn ra máu. Hàng ngàn bóng người từ mọi hướng kéo đến, trên mặt mỗi người đều mang vẻ lạnh lùng như băng. Một người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu nói, ngươi còn muốn tiếp tục chạy sao? Một người phụ nữ còn chưa đạt đến cảnh giới tế đạo, lại làm cho chúng ta thảm hại như thế này. Thần phù của Tử Vi đế tộc, ngươi còn không? Đôi mắt của người đàn ông đỏ ngầu. Những người khác có mặt cũng có vẻ mặt dữ tợn. Họ đã đuổi theo Trần Vũ Nhu suốt chặng đường. Con khốn này lại ném ra các loại thần phù trên suốt đường đi. Còn đốt cháy tinh huyết, triệu hồi ra một huyết ảnh đáng sợ, giết chết một nửa số lương của họ. Cuối cùng, dưới chiến thuật đám đông, Trần Vũ Nhu cuối cùng đã bị đánh bại. Phí lời với kẻ xấu xí này làm gì? Trực tiếp đưa đến trước mặt bốn vị đại nhân, nói không chừng còn có thể khai ân, thả chúng ta rời khỏi nơi quái quỷ này. Một ông lão lắc đầu. Đưa một tay ra, thô bạo tóm lấy Trần Vũ Nhu. Một tia tuyệt vọng lóe lên trong mắt Trần Vũ Nhu. Cô hoàn toàn kiệt sức rồi.
thần lực cạn kiệt, khí huyết khô cạn, linh phù trong tay cũng không còn một chiếc nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ai yêu này, ông già hét lên, là kẻ nào? Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Lệp Bắc Minh, nghe vậy, Trần Vũ Nhu kích động mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt cô, ông già tấn công cô ngã cách đó hàng trăm mét. Ngực bị lõm xuống, điên cuồng nôn ra máu. Diệp công tử, Trần Vũ Nhu kích động đến phát khóc. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn cô, vài cây kim bạc rơi xuống, đưa ra ba viên đan dược, cô tạm thời đừng nói nữa, chị thương đi. Những người này giao cho tôi. Dứt lời, Diệp Bắc Minh không nói nhiều, giơ tay ra tay, thanh càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong tay hắn. Xoẹt, chém ra một kiếm, kiếm quang đi đến đâu, hàng trăm người biến thành xương máu ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều là tế đạo chi thượng, cũng có rất nhiều người ở cảnh giới tế đạo cấp 4, cấp 5. Lại không thể chống đỡ được một kiếm của Diệp Bắc Minh. Cái quái gì vậy, uy lực của thanh kiếm này sao L? Có người vừa mở miệng nói, lại một đạo kiếm khí quét qua. Đừng mài. A, à, Diệp công tử xin tha mạng, chúng tôi không có thủ oán gì với anh cả. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Vũ Nhu, Diệp Bắc Minh giống như sát thần, không ngừng thu hoạch. Hoàn toàn là đơn phương giết chóc. Không đến 15 phút, trước khu rừng đá máu chảy thành sông. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể một người một kiếm. Đứng giữa trời đất, chỉ có sự giết chóc là tồn tại mãi mãi. Ực ực. Trần Vũ Nhu nuốt nước bọt, Diệp công tử, sao thực lực của cậu lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Diệp Bắc Minh không trả lời, cô sao vậy? Sao đột nhiên lại bị truy sát? Trần Vũ Nhu phản ứng lại, vội vàng nói, Diệp công tử, có 4 người. Thực lực vô cùng mạnh đột nhiên xuất hiện. Phá hủy 2 truyền tống trận rời khỏi vô căn chỉ địa, canh giữ trước truyền tống trận cuối cùng, còn hạ lệnh truy nã cậu. Diệp Quỳnh cô nương đã bị bọn chúng bắt rồi. Vô căn chỉ địa, trước truyền tống trận cuối cùng. Đã 5 ngày rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử kia chắc là đã trốn từ lâu rồi, sẽ không lộ diện đâu. Một ông lão tóc bạc nheo mắt lại. Phía trước có hàng vạn người đang quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu cầu xin. 4 vị đại nhân, hu hu hu, tôi cầu xin các vị, hãy để cho tôi rời đi. Đại nhân, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu không cho chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ phải đợi ở vô căn chỉ địa 1 vạn năm. Hàng vạn người đồng thời quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Những người này phần lớn đều đến từ các tông môn hàng đầu. Thậm chí còn có một số người đến từ đế huyết chủng tộc. Họ thực sự hết cách rồi. Nếu không rời khỏi vô căn chỉ địa, một khi cổng truyền tống hoàn toàn đóng lại, chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Câm mồm hết cho lão nương. Người phụ nữ mặc đạo bào tức giận hét lên, một đám rác rưởi vô dụng, bảo các ngươi tìm một người cũng không tìm được. Còn muốn rời khỏi đây, ai còn dám nói nhảm một câu, lão nương giết kẻ đó. Một tay vung lên. Hàng trăm bóng người bay ra, biến thành một màn xương máu ngay tại chỗ. Mọi người đều kinh hãi ngậm miệng lại. Người đàn ông đội vương miện vàng tím lắc đầu, người giết bọn chúng như vậy cũng không phải là cách. Người phụ nữ mặc đạo bào tức giận, bọn chúng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, ta muốn giết thì giết, bọn chúng còn có thể phản kháng sao? Đám rác rưởi các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lập tức đi tìm Diệp Bắc Miên Hy. Nếu không tìm được hắn, tất cả mang đầu đến gặp ta. Ném ra một bình tẩy bạch ngọc, nghiền nát nó về phía trước. Một đế uy nhàn nhạt bùng phát. Nơi nào nó đi qua, hàng ngàn người nổ tung tại chỗ, xương máu bay tứ tung. Chạy mau, những tu võ giả còn may mắn sống sót bị dọa đến tiểu đại tiện tại chỗ. Khoảnh khắc họ quay người bỏ chạy, tất cả đều choáng váng, chết đứng tại chỗ. Chuyện gì vậy, người phụ nữ mặc đạo bào cau mày. Người đàn ông đội vương miện vàng tím nheo mắt lại, có chuyện gì đó. Ông già tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phương xa, mí mắt khế giật. Một thanh niên đang ngồi khoanh chân, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở mắt ra, từ từ đứng dậy nhìn sang. Dưới cái nhìn của mọi người, hai bóng người chậm rãi đi đến. Đó là Diệp Bắc Minh và Trần Vũ Nhu. Hắn đến rồi. Khóe miệng người phụ nữ mặc đạo bào cong lên một tia thích thú. 3 người còn lại cũng cười đùa, tiểu tử này vẫn chưa kiềm chế được tính khí của mình. Giữ lại một hơi thở cho hắn là được, bất cứ ai để lại vết thương trên người hắn đều có thể rời khỏi đây bằng truyền tống trận này. Ông già tóc bạc nhếch mép cười. Lời nói vừa dứt, đôi mắt của hàng vạn tu võ giả bị mắc kẹt ở đây đột nhiên đỏ ngầu. Giết! Sát ý lạnh lùng được giải phóng. Toàn bộ cùng ra tay, trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Dù sao, chỉ cần để lại vết thương trên người Diệp Bắc Minh mà thôi.
Diệp công tử. Trần Vũ Nhu sợ hãi đến mức nắm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập điên cuồng, nhưng cô lại không thể thở được. Đối mặt với hàng vạn người đang lao về phía mình, khóe môi Diệp Bắc Minh cong lên một tia giễu cợt. Khinh thường, thở ơi! Năm ngón tay nắm chặt trong không trung, thanh càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong tay hắn, một kiếm quét ra không thương tiếc. Kiếm khí giống như một cơn sóng thần, cơ thể của tất cả những người chạm vào kiếm khí đều phát nổ ngay lập tức. Phụt, phụt, phụt. Xương máu không ngừng nổ tung, hàng ngàn người chết ngay tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tu võ giả phía sau kinh hãi lùi lại. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh. Hả, thanh kiếm này có gì đó không đúng. Người phụ nữ mặc đạo bào cau mày, lúc trước, khi giao đấu với hắn, uy lực của thanh kiếm này không mạnh như vậy, vẫn còn là một phôi kiếm, đợi đã. Người phụ nữ mặc đạo bào kinh hãi. Thanh kiếm này đã thoát ra khỏi trạng thái phôi kiếm, hoàn toàn thành hình rồi. Làm sao có thể, y? Không chỉ người phụ nữ mặc đao bào. Vẻ mặt của người thanh niên, ông già tóc bạc và người đàn ông đội vương miện vàng tím đều đồng thời thay đổi lớn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, bất hủ đế kim, hoàn toàn thành hình. Hắn không phải cảnh giới đại đế, hắn làm sao có thể làm được? Thanh kiếm này ngoại trừ không có dấu ấn đạo vận của cảnh giới đại đế. Sức mạnh và lực sát thương của nó không khác gì binh khí đại đế. Tiểu tử này thực sự đã tạo ra được một binh khí đại đế sao? Cuộc trò chuyện giữa bốn người đã được các tu võ giả khác có mặt nghe thấy. Mọi người đều chết lặng, vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh thực sự có thể so sánh với binh khí đại đế, hai. Trần Vũ Nhu sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Bắc Minh, chẳng trách thực lực của Diệp công tử vừa rồi lại tăng lên nhiều như vậy. Thanh kiếm trong tay cậu ta lại là binh khí đại đế. Phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người, còn có suy nghĩ của những người có mặt. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vẫn rửng rưng, chỉ vào Diệp Quỳnh đang bị treo lên, hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ cho bốn người các ngươi một cơ hội, thả Diệp Quỳnh dai. Nói ra thân phận của mình, lai lịch, còn có nội tình đế chiến năm đó, ta có thể cho các ngươi cơ hội được đầu thai lại một lần. Bằng không, cho dù các ngươi là đại đế chuyển thế, hôm nay ta cũng... khiến cho thần hồn của các ngươi bị hủy diệt. Những lời này vừa dứt, nổ tung như một quả bom hạt nhân. Hắn nói gì thế? Bốn người này đều là đại đế chuyển thế. Mẹ kiếp, làm sao có thể được? 100 kỷ nguyên trước, sau đế. Các đại đế đều đã chết, nguyên thủy chân giới không còn xuất hiện cảnh giới đại đế nữa rồi. Bốn vị tiền bối này đều là đại đế chuyển thế. Chẳng trách thực lực của bọn họ lại đáng sợ như vậy. Hiện trường sôi sục. Ngay cả Trần Vũ Nhu cũng bị sốc. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Diệp Bắc Minh lại, đe dọa bốn vị đại đế chuyển thế. Hắn điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi đúng là không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi rèn ra được một binh khí đại đế là có thể giết chết bốn người chúng ta sao? Người phụ nữ mặc đạo bào cười lạnh. Nói cho ngươi biết, binh khí đại đế mà không có dấu ấn của cảnh giới đại đế thì cũng chỉ là một binh khí manh hơn một chút mà thôi. Mãi mãi không thể so sánh được với binh khí đại đế. Phí lời với hắn làm gì, bắt lấy hắn. Đập nát miệng hắn, luyện thần hồn hắn, xem hắn còn cứng miệng được không. Ba người còn lại đều có ánh mắt lạnh lùng như nhau. Không mét. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nhả ra một chữ. Đồng thời, hắn truyền âm cho tháp càn khôn chấn ngục, tiểu tháp, giúp tôi cùng nhau bùng phát. Không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào, giết không tha. Được. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời. Bass. Sức mạnh bùng phát ngay lập tức. Âm huỳnh huỳnh, xung quanh rung chuyển dữ dội. Toàn bộ vô căn chi địa đều rung chuyển. Khí tức cảnh giới của Diệp Bắc Minh từ cảnh giới đại năng cấp 9 trực tiếp nhảy vọt. Cảnh giới đại đạo cấp 9. Đại đạo chỉ thượng cấp 9. Khí tức của hắn trực tiếp xông vào cảnh giới tế đạo. Chết tiệt, một lần đột phá ba đại cảnh giới. Làm sao có thể? Các tu võ giả đang chứng kiến đều sợ hãi đến mức tim gần như vỡ tung. Không đúng, hắn không phải là nâng cao cảnh giới. Mà là dùng thủ đoạn nào đó khiến cảnh giới của mình tăng lên, chỉ là tạm thời. Một ông lão trợn tròn mắt. Cho dù chỉ là tạm thời thì cũng quá đáng sợ rồi. Đây là hỗn độn thể đấy. Vô địch một đại cảnh giới đấy. Chỉ thấy. Một kiếm chém ra. Khí thế như rồng, nuốt chửng vạn dặm. Bốn người đồng thời ra tay. Một thanh kiếm dài màu xanh. Một lò đan màu đỏ. Một đại ấn màu vàng. Một bình tẩy bạch ngọc. Tiến về phía trước, huỳnh, có một tiếng động lớn, sóng không khí bùng nổi. Bốn người bay ra, phun ra một ngụm máu, sau khi tiếp đất,
bị lùi lại mấy chục bước mới dừng lại. Làm sao có thể, ánh mắt bốn người kinh hãi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt gần như cứng đờ bất giác không ngừng lùi lại. Ông già tóc bạc là người đầu tiên không nhịn được, hóa thành một đạo hắc quang lao ra ngoài, còn ngây ra đó làm gì? Chạy đi, tiểu tử này, a! Một tiếng hét thảm thiết, ông ta dường như đã đâm vào thứ gì đó, cả người liền bốc cháy. Ông ta ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa gần như trong suốt. Vô căn chỉ hỏa, người dùng vô căn chỉ hỏa phong tỏa xung quanh từ khi nào? Sắc mặt của người phụ nữ mặc đạo bào, người thanh niên và người đàn ông đôi vương miên vàng tím lập tức trở nên tái nhơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.